Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 31. Trông có vẻ như không có gì khác biệt so với những gì Bách Sơn nói, Võ Đăng quả nhiên đang trong tình trạng xung đột nội bộ. Thế lực hai phe được phân chia rõ rệt. Ngoài ra trong linh thức của Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy được là trong số 8-90 người này, có đến hơn 20 cổ võ giả đã bước vào tiên thiên. Đây là một con số vô cùng đáng sợ. Tổng cộng có 28 vị tiên thiên. Phe của Bách Sơn rõ ràng là chiếm số lượng tiên thiên ít hơn, tổng cộng có 13 người, đương nhiên phần lớn đều là tiên thiên ở giai đoạn tầng 1 và tầng 2, hai người là tiên thiên tầng 4, một người ở tầng 5, một người ở tầng 6. Còn phe bên kia đứng đầu bởi vị đạo sĩ dâu đen thì có 15 tiên thiên, nhiều hơn hai người so với phe của Bách Sơn, nhưng mà cao thủ của người ta cũng nhiều hơn. Ngoại trừ vị đạo sĩ lớn tuổi dâu đen là tiên thiên đỉnh cao tầng 6 ra, còn có 3 người là tiên thiên tầng 5, 5 người là tiên thiên tầng 4, những người còn lại là tiên thiên tầng 1 và tầng 2. Trong thế giới của cổ võ giả, nắm đấm của kẻ mạnh sẽ quyết định tất cả. Phe của vị đạo sĩ dâu đen gần như có thể đè bẹp phe của Bách Sơn. Chả trách mà Võ Đăng lại mâu thuẫn nội bộ, Bách Sơn nhìn thấy anh như nhìn thấy cứu tinh vậy. Cho đến nay, phe của ông dâu đen còn chưa tạo phản đã là một kỳ tích rồi. Suy cho cùng, việc mâu thuẫn nội bộ trong Võ Đăng thực ra chính là vấn đề về việc lựa chọn và đề cử người thừa kế của riêng mình. Rõ ràng là nắm đấm của ai mạnh hơn thì kẻ đó có tiếng nói. Trong chốc lát linh thức nhìn qua 28 vị tiên thiên đó một lượt, còn những người khác thì đều là ám kình, nhưng cũng không thể xem nhẹ, mỗi một người ít nhất cũng là ám kình tầng 7 tầng 8. Đa số đều là ám kình đỉnh cao tầng 9, có thể bước vào cấp độ tiên thiên bất cứ lúc nào. Theo như những lời của Bách Sơn nói, dòng dõi của họ là đích truyền chính thống của Võ Đăng, là đích truyền của bản thân trưởng giáo đời thứ nhất, phe bên kia là nhánh phụ, hơn nữa họ kiên quyết giữ gìn võ đạo thuần túy, chứ không luyện đan, cho nên sau khi trưởng giáo đương thời bế quan mãi mãi, Võ Đăng đã mười mấy năm không có người đứng đầu. Hiện giờ khi tuyển chọn trưởng giáo mới, phe phái có thế lực liền nổi dậy và muốn đề cử người của họ. Phe của Bách Sơn đương nhiên là không đồng ý, đích truyền mới là cội nguồn, đây là quan điểm của họ. Phe đối phương cho rằng thế lực chính là bản lĩnh, cách thức trước kia đã không còn khả thi, luyện đan không có tác dụng gì, võ thuật thuần túy mới càng nhanh chóng đột phá hơn, bộ không thấy thành quả của những năm nay sao. Phe của họ đã cho ra bao nhiêu cao thủ tiên thiên từ tầng 3 trở lên rồi. Cuộc tranh đấu của hai phe giống như một cuộc chiến chính trị vậy. Dương Bách Xuyên nhìn những cao thủ tiên thiên của phe đạo sĩ dâu đen, cảm thấy rằng mình đã rơi vào một hố sâu, trong lòng nguyền rủa Bách Sơn vô số lần. Khốn kiếp, tiên thiên đỉnh cao tầng 6 có một người, tiên thiên tầng 5 có 3 người, tiên thiên tầng 4 có 5 người, chưa kể đến những người khác, chỉ riêng một tiên thiên đỉnh cao tầng 6 thôi cũng đủ để hắn no đòn rồi. Dương Bách Xuyên biết rằng anh không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với tiên thiên tầng 6, bởi vì anh chỉ mới ở cảnh giới trúc cơ kỳ tầng 1 thôi, trên lý thuyết thì chỉ mới tương đương với tiên thiên tầng 1, nhưng mà thực lực thực sự có thể phát huy với sức mạnh như tiên thiên tầng 5, cộng với pháp thuật vân vân, cũng có thể khiêu chiến với tầng 6, nhưng cũng chỉ được có thế, tiên thiên của người ta tổng cộng có 15 người, Dương Bách Xuyên biết rất rõ đó là nguồn sức mạnh to lớn đến cỡ nào. Tuyệt đối là một cái hố lớn. Ngay khi Dương Bách Xuyên cùng Lý Tam Thanh đến gần đám đông, đám người trong phe của ông lão tóc bạc với khuôn mặt trẻ bên cạnh Bách Sơn từ xa đi tới và nói lớn, đệ tử Võ Đăng xin chào mừng sư tổ. Xin chào mừng sư tổ. Với lời chào dẫn đầu của Bách Sơn, tất cả đám đệ tử sau lưng của hắn đều đứng chào hỏi, hơn nữa đều quỳ xuống cúi chào một cách cung kính. Ngay cả ông đạo sĩ tóc bạc mặt trẻ kia cũng không ngoại lệ. Còn ông đạo sĩ dâu đen kia của phe kia thì lại hoàn toàn thờ ơ, ông ấy cùng đám người phía sau lưng đều đứng yên không nhúc nhích một bước. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm than oán, xem ra mâu thuẫn giữa hai phe đã đạt đến cực điểm, nói không chừng việc hôm nay anh đến chính là một ngọn lửa châm ngòi cho cuộc chiến. Trong lòng liền mắng chửi Bách Sơn cả ngàn lần, mẹ kiếp nhà ông, như này là đang đẩy tôi vào trong hố lửa còn gì, sớm biết Võ Đăng có nhiều cao thủ như vậy. Thì có nói sao tôi cũng chả quái gì thèm quan tâm đến mấy chuyện phiền phức như vậy, mấy người mâu thuẫn nội bộ thì liên quan gì đến tôi, có được chân truyền của Tư Không là thứ ngoài ý muốn, mẹ kiếp, tôi không hề xem Tư Không Nguyên là sư phụ đâu.
chỉ có Võ Đăng mấy người coi Tư Không Nguyên là tổ sư ra thôi. Trong lòng cũng chỉ nguyền rủa vậy thôi, chứ trước mặt nhiều người như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không thể nói gì, mà càng phải thể hiện sự phong độ, hiện giờ anh là môn chủ của Vân Môn, sau này Vân Môn dược phát triển, thì cũng còn có mặt mũi đứng trước mặt những tông môn cổ xưa này, không thể thô lỗ được. Anh nhếch môi và cố gượng cười, sau đó mau chóng bước lên đỡ lấy Bách Sơn và ông đạo sĩ tóc bạc mặt trẻ rồi nói to, các vị đạo trưởng hãy mau đứng lên, các vị khiến tôi tổn thọ đấy, tôi thực sự không phải sư tổ của Võ Đăng đâu. Đối mặt với tình huống rõ ràng như một hố lửa siêu lớn này, Dương Bách Xuyên nghĩ bụng là nên khiêm tốn vẫn hơn, anh biết rằng nếu bản thân mà thừa nhận mình là tổ sư của Võ Đăng, thì sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi oán hận cho phe của ông lão râu đen kia. Sau khi Bách Sơn cùng ông đạo sĩ tóc bạc mặt trẻ đứng dậy, liền vội vã nói với Dương Bách Xuyên, sư tổ đừng nói như vậy, tính sao thì ngài cũng là đệ tử đích truyền của tổ sư gia Tư Không Nguyên, đồng thời còn là sư đệ của trưởng giáo đời thứ nhất của Võ Đăng chúng tôi, nên chính là sư tổ của cả Võ Đăng chúng tôi. Giọng nói của Bách Sơn vô cùng to, lại còn thi thoảng liếc nhìn về phía sau, cứ như là để cho phe phái của ông đạo sĩ râu đen kia nghe thấy vậy. Sau khi nói xong mới lại giới thiệu vị đạo sĩ lớn tuổi tóc bạc mặt trẻ này với Dương Bách Xuyên, sư tổ, vị này là sư bá Minh Tuyệt của tôi. Xin chào đạo trưởng Minh Tuyệt, Dương Bách Xuyên cúi chào ông đạo sĩ tóc bạc. Sư tổ quá lời rồi, không thể được, không thể được. Minh Tuyệt liên tục xua tay, vẻ mặt bối rối. Dương Bách Xuyên cũng đã nhận ra rằng Minh Tuyệt và Bách Sơn đều không phải là kẻ ngu ngốc. Họ quyết tâm lôi kéo mình vào cuộc và nhúng tay vào chuyện nội bộ của Võ Đăng họ. Ánh mắt của Minh Tuyệt rất minh mẫn, rõ ràng là một ông lão sống dai vô cùng tinh ý, ông ấy còn tỏ ra cung kính hơn cả Bách Sơn nữa. Nhưng mà Dương Bách Xuyên không muốn nhúng tay vào chuyện này, nên không chịu được mà nhẹ giọng nói với Bách Sơn và Minh Tuyệt rằng, hai vị, không thể nhúng tay vào chuyện Võ Đăng của các vị được, hôm nay đã đến đây rồi, thì tôi chỉ làm khách thôi, xin đừng lôi tôi vào cuộc có được không? Bách Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên và có hơi đỏ mặt. Ông đạo sĩ Minh Tuyệt nhếch miệng một cái, nhưng rồi cũng nhẹ giọng nói, sư tổ, việc ngài nhận được chân truyền của tổ sư gia Tư Không Nguyên đã là sự thật, thì chính là sư đệ của trưởng môn Võ Đăng đời thứ nhất, chính là sư tổ của Võ Đăng chúng tôi, hơn nữa đến thì cũng đã đến rồi, ngài cho rằng còn có thể thoát ra ngoài sao? Cho dù chúng tôi đồng ý, thì bên phe của sư đệ tôi cũng không đồng ý đâu, à phải rồi. Tên râu đen kia chính là sư đệ Thiên Tuyệt của ta, con người của hắn có lòng dạ thâm hiểm, e là giờ này trong lòng đã thù hằn sư tổ rồi, cho nên sư tổ à, đã dây vào rồi thì hãy xử lý cho êm xuôi đi ạ. Ngài có thể yên tâm về sự an toàn của mình, ngài là đệ tử chân truyền của tổ sư gia Tư Không Nguyên, Thiên Tuyệt sẽ không dám động đến ngài đâu, nếu hắn mà dám động vào ngài, thì có nghĩa là khi sư diệt tổ, đến lúc đó các tổ lão nơi cấm địa cũng sẽ ra tay thôi. Cho nên hôm nay xin được mời ngài đây làm sư tổ. Khi nói, mắt đạo sĩ Minh Tuyệt sáng lên lấp lánh, vẻ mặt đôn hậu, không tức giận cũng không lạnh nhạt. Nhưng khi Dương Bách Xuyên nghe rồi, thì cứ như sắp khiến cho phổi nổ tung ra vậy. Ông lão sống dai này còn nói người khác lòng dạ thâm hiểm, mẹ kiếp nhà ông mới là mưu mô xảo trá thì có. Trong lòng Dương Bách Xuyên chửi rủa. Nhưng nghĩ lại thì những gì Minh Tuyệt nói cũng là sự thật. Vì vậy anh đành nghiến răng kìm nén. Nhưng mà, chính vào lúc này đây, một tiếng hử vọng lại, sư tổ Võ Đăng ư. Là sư tổ của môn phái nào hả? Minh Tuyệt, ông già lẩm cẩm rồi sao? Dương Bách Xuyên tim đập thình thịch và tự nhủ, điều phải đến thì cuối cùng cũng đến. Giọng nói này đúng là giọng nói của ông đạo sĩ râu đen Thiên Tuyệt rồi, giọng điệu xấu xa. Dương Bách Xuyên nhìn Thiên Tuyệt lão đạo đi tới, không định nói gì. Thứ nhất, anh không muốn nhúng tay vào cuộc nội đấu của Võ Đăng. Thứ hai, xem chừng Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt lão đạo không phải đèn cạn dầu, điều quan trọng nhất là cao thủ tiên thiên con mẹ nó quá nhiều, tổng cộng tròn 28 người. Anh đã xem nhẹ các tông môn lâu đời này rồi. Nếu có thể giải quyết bằng nắm đấm, hình như anh cũng không làm nổi. Thứ ba, lần này anh tới Võ Đăng là rời nhà đi xa, lời bắt bẻ của Thiên Tuyệt lão đạo cũng bình thường, ai bảo anh đang ở địa bàn của người ta chứ? Dương Bách Xuyên không phải kẻ lỗ mãng, có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, trước mắt cứ xem tình hình rồi tính tiếp, không được thì chuồn. Anh thầm mắng Bách Sơn vô số lần, ở đạo tràng Vu Hàm hắn ta không nói thật, đối phương tìm anh đến Võ Đăng là để làm lá chắn cho bọn họ.
Lúc này, Minh Tuyệt đang mắng Thiên Tuyệt, nét mặt trông thì hiền lành nhưng thật ra ánh mắt đã tràn đầy sát khí. Thiên Tuyệt, Dương Bách Xuyên chính là đệ tử truyền thừa của tổ sư Gia Tư Không Nguyên, là sư đệ của trưởng giáo lập phái. Cậu ấy có thể luyện chế đan bồi nguyên chính tông, nắm giữ nhiều truyền thừa của tổ sư gia. Lẽ nào ông muốn khi sư diệt tổ? Minh Tuyệt, đừng có lôi tổ sư gia và trưởng giáo lập phái ra áp chế tôi. Nếu tôi muốn khi sư diệt tổ thì ông về với đất mẹ từ lâu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên có phải đệ tử truyền thừa của tổ sư gia hay không, có biết luyện chế đan bồi nguyên chính tông hay không, đó chỉ là lời nói từ một phía các ông, chúng tôi chưa từng thấy. Sao nào, hôm nay ông tìm người ngoài đến định tạo phản đúng không? Lão già chết tiệt, tôi nói cho ông biết, sau này võ đang nên lấy võ đạo thuần túy làm chủ, luyện đan chỉ là thứ hư vô mờ mịt, tu vi thật sự là tự bản thân không ngừng tu luyện tích lũy. Đúng, quả thật đan bồi nguyên có tác dụng với võ cổ giả, nhưng chỉ có vị trưởng giáo lập phái kia mới luyện chế được đan bồi nguyên. Bây giờ thì sao, ông có bản lĩnh tìm trưởng giáo lập phái đến luyện đan không? Những năm qua võ đang đã hao phí vô số tài nguyên, song một đám lão già chết tiệt các ông không một ai có thể luyện chế ra đan bồi nguyên, cực kỳ lãng phí tài nguyên của võ đang, khiến cho võ đang chúng ta là tông môn lâu đời nhưng lại xếp hạng bét trong các tông môn. Ông nói xem tiếp tục luyện đan còn ý nghĩa gì? Hôm nay đúng dịp xác định ứng cử viên chức trưởng giáo. Võ đang không thể như rắn mất đầu, trưởng giáo đương nhiệm đã bế quan 10 năm không có tin tức. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì sớm muộn gì võ đang cũng diệt vong. Đến lúc đó, đám người phe Minh Tuyệt ông chính là tội đồ của võ đang. Thiên Tuyệt chỉ vào đám người phe Minh Tuyệt, giận dữ gào lên. Sắc mặt Minh Tuyệt lão đạo xanh mét, ông ta tức giận phản bác. Thiên Tuyệt, đan đạo là truyền thừa mà trưởng giáo lập phái truyền lại, lẽ nào hôm nay ông thật sự muốn khi sư diệt tổ? Nói ra thì bất kính. Đan bồi nguyên do Dương Bách Xuyên luyện chế đã vượt qua đan bồi nguyên mà trưởng giáo lập phái luyện chế, về điểm này thì lão phu có chứng cứ, Dương Bách Xuyên chính là đệ tử truyền thừa của tổ sư Gia Tư Không Nguyên. Dứt lời ông ta nói với Bách Sơn, Bách Sơn, đưa đan bồi nguyên mà sư tổ tặng ông cho lũ ếch ngồi đáy giếng này xem rốt cuộc đan dược có công hiệu không, luyện đan quan trọng với võ cổ giả nhường nào. Bách Sơn rất phối hợp lấy ra viên đan bồi nguyên Dương Bách Xuyên tặng mình lần trước. Vốn dĩ lúc trở về hắn ta đã mang đan bồi nguyên cho Thiên Tuyệt xem hòng và mặt đối phương, nhưng kết quả là Thiên Tuyệt không gặp hắn ta, vì vậy hắn ta vẫn giữ lại đan bồi nguyên. Khi Bách Sơn lấy đan bồi nguyên ra, Thiên Tuyệt lạnh lùng không thèm nhìn. Ông ta vẫn giữ vững lập trường. Thật ra từ lâu Thiên Tuyệt đã biết đan bồi nguyên của Dương Bách Xuyên có hiệu quả rõ rệt, song ông ta không thừa nhận. Nếu thừa nhận thì chẳng phải là chuyện phe ông ta đề cử người thừa kế võ đang sẽ đi tong sao? Thiên Tuyệt nhìn Bách Sơn cười gằn, đan dược chó má gì, lão phụ không nhìn. Và lại, cho dù đan dược là thật thì cũng không phải do các ông luyện chế, các ông có bản lĩnh thì tự luyện đan đi. Còn thằng nhóc này nữa, cậu là người ngoài mà lại đến võ đang gây chuyện, cậu có thấy hợp lý không? Nơi này là tông môn võ đang lâu đời chứ không phải vườn sau nhà cậu. Tôi khuyên cậu mau cút đi, nếu không đừng trách lão phu không khách sáo. Thứ gì chứ? Thiên Tuyệt quyết tâm muốn cải cách võ đang, hay nói chính xác hơn là ông ta muốn khống chế võ đang, đề cử người dưới trướng mình làm trưởng giáo võ đang. Cho nên bây giờ ông ta thấy Dương Bách Xuyên rất chướng mắt. Thật ra ông ta đã điều tra Dương Bách Xuyên từ sớm. Nói thật lòng, Dương Bách Xuyên quả thật có thể xem là đệ tử truyền thừa của tổ sư gia võ đang Tư Không Nguyên, là sư tổ của võ đạo, nhưng Thiên Tuyệt có thể thừa nhận sao? Đáp án là không. Ông ta cho rằng tốt nhất là tống cổ Dương Bách Xuyên ra khỏi võ đang để khỏi gây trở ngại cho kế hoạch lớn của mình. Nhưng Thiên Tuyệt sai rồi. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên không muốn xen vào chuyện nội bộ của võ đang, cho nên từ khoảnh khắc bước vào sơn môn anh đã hạ mình khiêm tốn, không muốn đánh Thiên Tuyệt, vậy mà lão già này vẫn gây sự với anh. Ông thật sự cho rằng anh đây là tượng đất đúng không? Nhiều tiên thiên thì sao nào? Anh đây không quan tâm. Hôm nay nhất định phải lấy lại thể diện. Tốt xấu gì bây giờ anh cũng là môn chủ Vân Môn, là chủ của một tông phái, còn là thân truyền của Tán Tiên Chí Tôn. Đã bao giờ anh bị người ta coi thường, sỉ nhục như vậy đâu. Dương Bách Xuyên lập tức híp mắt nhìn Thiên Tuyệt, muốn dùng nắm đấm nói lý với lão già này. Sau đó, anh nghe thấy Thiên Tuyệt tiếp tục nói, võ đang không thể như rắn mất đầu, hôm nay lão phu sẽ quyết định ứng cử viên chức trưởng giáo. Các đệ tử nghe lệnh.
gõ chuông thông báo cho tất cả các đệ tử võ đang đến điện tổ sư tế tổ bàn bạc. Giọng điệu rất kiên quyết, nói xong ông ta trừng mắt hừ mũi với Dương Bách Xuyên, lạnh lùng đe dọa anh, nhóc con mau cút đi, đừng gây sự với lão phu. Thiên Tuyệt đe dọa Dương Bách Xuyên xong, lập tức nhảy một phát lên cao cách mặt đất mấy chục mét rồi bay đi trước mắt mắt ngưỡng mộ và kinh sợ của vô số đệ tử võ đang, nháy mắt đã bay về phía một cung điện đằng xa. Chắc là đi điện tổ sư. Minh Tuyệt biết Thiên Tuyệt đã quyết tâm, hừ lạnh nói, Thiên Tuyệt, ông dám. Ông ta vừa nói vừa bay lên đuổi theo Thiên Tuyệt. Ông ta biết rằng một khi Thiên Tuyệt cưỡng chế tế tổ bàn bạc thì võ đang sẽ biến thiên, không thể để cho đối phương quyết định chuyện người thừa kế chức trưởng giáo. Dương Bách Xuyên không cảm thấy bất ngờ khi Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt biết bay, bởi vì anh biết muốn bay được thì ít nhất cũng phải là tiên thiên tầng 6, mà cả hai người đều là võ cổ giả tiên thiên tầng 6. Thiên Tuyệt là tiên thiên tầng 6 đỉnh phong, Minh Tuyệt có thể tính là tầng 6 giai đoạn giữa. Có thể nhìn ra Thiên Tuyệt bay nhanh và ổn định hơn Minh Tuyệt. Câu nói sau cùng của Thiên Tuyệt đã châm ngọn lửa trong lòng Dương Bách Xuyên hoàn toàn bùng cháy, trong mắt anh ngùn ngụt lửa giận. Hôm nay anh đây nhất định phải can dự vào việc này. Đệ tử võ đang có mặt ở đây thấy hai vị trưởng lão đã bay đi, ai nấy đều cất bước đuổi theo. Bách Sơn lúng túng nhìn Dương Bách Xuyên, không ngờ Thiên Tuyệt lại vô liêm sỉ mắng chửi và đe dọa anh như vậy. Hắn ta lắp bắp giải thích với Dương Bách Xuyên, xin lỗi sư tổ, tôi thật sự không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Dương Bách Xuyên ngắt lời Bách Sơn, híp mắt nhìn bóng dáng Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt bay đến cung điện phía xa. Bách Sơn, theo môn quy của võ đang, kẻ phạm thượng, khi sư diệt tổ bị trừng phạt như thế nào? Bách Sơn trả lời theo bản năng, đáng chém. Được, hôm nay tôi sẽ làm sư tổ của võ đang các người, để xem có kẻ nào khi sư diệt tổ hay không. Dứt lời Dương Bách Xuyên sử dụng thuật ngự phong bay vèo lên không trung, nhanh chóng bay đi xa. Cảnh tượng này khiến Bách Sơn trợn tròn mắt. Tất cả tiên thiên đều biết muốn bay thì tu vi nhất định phải đạt tới tiên thiên tầng 6 mới được. Bởi vì chỉ có chân nguyên của tiên thiên tầng 6 mới chống đỡ được cơ thể lúc bay. Nhưng Dương Bách Xuyên rõ ràng là cảnh giới tiên thiên tầng 1, sao lại biết bay? Hơn nữa tốc độ bay còn nhanh hơn hai đại cao thủ Minh Tuyệt và Thiên Tuyệt của võ đang gấp mấy lần, dáng bay còn tự nhiên phóng khoáng hơn. Tiên thiên tầng 1 có thể bay ư? Bách Sơn cực kỳ sốc, cũng vô cùng hâm mộ. Mấy chục đệ tử võ đang có mặt ở khu luyện võ cũng có tâm trạng giống hệt Bách Sơn. Sau khi mấy võ cổ giả tiên thiên tầng 4 trở nên nhìn thấy cảnh này, người thuộc phe Thiên Tuyệt đều biến sắc, lập tức tăng tốc đi đến điện tổ sư. Người thuộc phe Minh Tuyệt thì vui mừng ra mặt, Dương Bách Xuyên biết bay, lẽ nào đối phương không phải là cảnh giới tiên thiên tầng 1 như bề ngoài, mà cảnh giới thật sự là tiên thiên tầng 6. Bất kể thế nào cũng là chuyện tốt, bọn họ cũng nhanh chân chạy tới điện tổ sư. Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt một trước một sau bay trên không trung. Hai người đều hy vọng ứng cử viên của phe mình lên làm trưởng giáo, từ đấu đá ngầm tới đấu đá công khai, đến hôm nay đã hoàn toàn bùng nổ. Một khi điện tổ sư mở ra, sự việc phải có kết quả. Hai người một trước một sau đua nhau phi hành. Tu vi của Thiên Tuyệt cao hơn Minh Tuyệt, ông ta cười khẩy bay đi, trông rất nhẹ nhàng. Thiên Tuyệt là người đến cửa điện tổ sư trước, lúc này ông ta mới ngoảnh đầu nhìn lên không trung. Ông ta vốn định châm biếm Minh Tuyệt một phen. Nhưng khi quay đầu nhìn thì lại trợn to mắt. Chỉ thấy phía sau Minh Tuyệt có một bóng người bay tới như tên bắn, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn ông ta gấp 3 lần. Bóng người kia bay từ xa lại gần. Sau khi Thiên Tuyệt nhìn rõ người đó là ai, con người suýt lọt ra ngoài. Người đó chính là Dương Bách Xuyên vừa mới bị ông ta mắng chửi dọa dẫm. Thiên Tuyệt không dám tin vào hai mắt mình. Thằng nhãi này chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng 1, sao có thể bay được? Tiên thiên tầng 6 mới có đủ chân nguyên chống đỡ cơ thể lúc bay, đây là định luật bất biến. Chưa từng thấy tiên thiên tầng 1 nào có thể phi hành. Nhất định là thằng nhóc này che giấu cảnh giới, đối phương là tiên thiên tầng 6 ư. Đúng rồi, nhất định là như thế, đâu phải giới võ cổ không có thủ đoạn che giấu cảnh giới, giả heo ăn thịt hổ. Thiên Tuyệt nghĩ đến đây, cõi lòng trở nên nặng nề. Nhưng lúc nãy ông ta đã đắc tội Dương Bách Xuyên. Tương đương với tạo cơ hội cho lão già Minh Tuyệt và tạo ra một kẻ kịch mạnh cho bản thân. Tiên thiên tầng 6 là ngưỡng cửa thứ hai của cảnh giới tiên thiên. Một tiên thiên tầng 6 có thể dễ dàng đối phó với mấy tiên thiên tầng 5. Lần này toang rồi, nếu lão già chết tiệt Minh Tuyệt và Dương Bách Xuyên bắt tay hợp tác thì chuyện hôm nay sẽ rắc rối đây.
Mà lúc này, Minh Tuyệt cũng rất kinh ngạc. Bởi vì lúc ông ta sắp đáp xuống đất, một bóng người đã đặt chân lên mặt đất trước. Nhìn kỹ thì thấy người đó là Dương Bách Xuyên. Đối phương che giấu cảnh giới tiên thiên tầng 6 sao. Minh Tuyệt có suy nghĩ khác Thiên Tuyệt, sau khi tỉnh táo lại ông ta mừng như điên. Nếu Dương Bách Xuyên là tiên thiên tầng 6, hai người họ phối hợp với nhau đối phó với Thiên Tuyệt lão đạo thì nắm chắc phần thắng. Tình thế đảo ngược rồi. Minh Tuyệt điên cuồng gào thét trong lòng, đây đúng là niềm bất ngờ. Dương Bách Xuyên đi theo mình xuất hiện trước cửa điện tổ sư, chứng tỏ cậu ta cũng đứng về phía mình đối phó với Thiên Tuyệt. Điều này phải cảm ơn Thiên Tuyệt trước đó đã đe dọa và sỉ nhục Dương Bách Xuyên. Lúc mới tới cậu ta không hề muốn nhúng tay vào chuyện của võ đang. Bây giờ thì hay rồi, lão già Thiên Tuyệt thật sáng suốt. Minh Tuyệt tươi cười đáp xuống bên cạnh Dương Bách Xuyên, đang định lên tiếng kéo gần quan hệ thì nghe thấy Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói với Thiên Tuyệt, tôi là khách, vậy mà đến võ đang các người không được một tách trà nóng. Tôi còn là đệ tử truyền thừa của tổ sư gia võ đang Tư Không Nguyên, cũng là sư đệ của trưởng giáo lập phái võ đang, phải chăng ông cần nói gì với tôi? Hiện tại Thiên Tuyệt có cảm giác cưỡi hổ khó xuống, nhưng ông ta không sợ Dương Bách Xuyên, mà sợ Minh Tuyệt và Dương Bách Xuyên cấu kết với nhau gây chuyện. Đúng lúc này, đệ tử võ đang lục tục kéo tới. Thiên Tuyệt nheo mắt, cũng biết Dương Bách Xuyên có ý gì. Đại loại là đối phương muốn lấy lại thể diện, bắt mình xin lỗi. Nhưng lời nói như bát nước đổ đi, không hốt lại được. Nếu hôm nay ông ta xuống nước với Dương Bách Xuyên thì chuyện tiếp theo phải xử lý thế nào? Làm sao ông ta có thể tạo uy trước mặt đệ tử võ đang được nữa? Huống chi Thiên Tuyệt cho rằng mình là tiên thiên tầng 6 đỉnh phong, phe mình có 15 võ cổ giả tiên thiên, trong đó có 5 tiên thiên tầng 4, 3 tiên thiên tầng 5, sức chiến đấu gấp mấy lần phe Minh Tuyệt. Chẳng lẽ tất cả gộp lại còn sợ Dương Bách Xuyên bắt tay với Minh Tuyệt hay sao? Nghĩ tới đây, Thiên Tuyệt cười gằn, nhóc con, cậu muốn tôi nói gì với cậu? Xem như Dương Bách Xuyên đã nhìn ra lão già Thiên Tuyệt này là một kẻ cứng đầu, một khi đã quyết định thì sẽ làm tới cùng. Anh híp mắt nói, ông ít ra cũng 70-80 tuổi rồi, là võ cổ giả thì lẽ ra không mắc phải hội chứng suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi chứ. Sao nào, một bó tuổi rồi mà không biết hả? Ông không biết thì để tôi nói cho ông biết, ai bảo ông bị suy giảm trí nhớ chứ? Tổ sư gia võ đang là Tư Không Nguyên đúng không? Trưởng giáo lập phái là đồ đệ của Tư Không Nguyên đúng chứ? Có thể nói tôi là đệ tử truyền thừa của Tư Không Nguyên, cũng là sư đệ của trưởng giáo lập phái võ đang. Còn ông, tính ra ông hẳn là đệ tử đời thứ 10 của võ đang nhỉ? Nên gọi tôi là sư tổ phải không? Không gọi cũng không sao, tôi không để ý những lễ nghi này. Nhưng ông không nên sỉ nhục tôi đúng không? Ông mắng tôi tương đương với mắng trưởng giáo lập phái võ đang đúng không? Minh Tuyệt à, hành vi này của ông ta có tính là phạm thượng, khi sư diệt tổ không? Câu cuối cùng là Dương Bách Xuyên hỏi Minh Tuyệt lão đạo. Tính chứ, Thiên Tuyệt làm vậy là hành vi khi sư diệt tổ điển hình. Minh Tuyệt lão đạo nhìn ra Dương Bách Xuyên đã nổi giận, có dấu hiệu muốn bắt tay với mình, đứng về phía mình. Vì vậy ông ta cực kỳ phối hợp, gật đầu đáp lời. Sau đó ông ta còn bổ sung một câu, sư tổ, Thiên Tuyệt khi sư diệt tổ đáng chém. Ha ha ha, Thiên Tuyệt bật cười điên cuồng. Sau một lúc lâu, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt sắc như dao, chỉ dựa vào cậu mà muốn làm sư tổ của Thiên Tuyệt này ư. Nhóc con, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, bớt xen vào chuyện riêng võ đang đi, nếu không. Nếu không thì sao, Dương Bách Xuyên híp mắt cười. Lão phu giết cậu như giết chó. Thiên Tuyệt lạnh lùng nói xong, tung một chưởng tấn công Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đã đề phòng từ trước, hay nói chính xác hơn là trước đó anh đã muốn ra tay với Thiên Tuyệt. Tiên thiên tầng 6 thì sao nào, đâu phải anh không có biện pháp. Anh còn chưa dùng đến vảy rồng vừa mới tế luyện thành công đâu. Chân khí hóa thành một chưởng mạnh nhất liệt thiên chưởng, đỡ đòn tấn công của Thiên Tuyệt. Dầm, phụt, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Dương Bách Xuyên hộc máu, bay ra ngoài 5 mét mới dừng lại. Ha ha ha, chỉ có thực lực tiên thiên tầng 5 mà dám ra tay với lão phu, đúng là chán sống rồi. Thiên Tuyệt không ngờ Dương Bách Xuyên chỉ là cọp giấy, cùng lắm cũng chỉ là thực lực luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong. Ông ta lập tức yên lòng, vung tay nói với ba võ cổ giả tiên thiên tầng 5, ba vị sư đệ bắt lấy thằng nhãi này. Thiên Tuyệt không thèm ra tay,
Ông ta tưởng thằng nhãi này biết bay thì thực lực ít nhất cũng phải là tiên thiên tầng 6, sợ Dương Bách Xuyên hợp tác với Minh Tuyệt. Nào biết đối phương có thực lực tiên thiên tầng 5, thoạt nhìn là cảnh giới tiên thiên tầng 1, ông ta còn tưởng anh dùng bí pháp nào đó hạ thấp cảnh giới, ngụy trang thành tiên thiên tầng 1. Bây giờ xem ra Dương Bách Xuyên chỉ là tiên thiên tầng 5 mà thôi. Về chuyện anh biết bay, có lẽ đây là một loại bí thuật nào đó. Sau khi Thiên Tuyệt ra lệnh, ba tiên thiên phía sau ông ta lập tức xông đến chỗ Dương Bách Xuyên. Thiên Tuyệt cười đắc ý, xoay người đẩy cửa điện tổ sư, không quan tâm đến Dương Bách Xuyên nữa. Ba tiên thiên tầng 5 đối phó với Dương Bách Xuyên tuyệt đối không thành vấn đề. Trong khi đó, phe Minh Tuyệt và Bách Sơn thì mặt xám như cho tàn, không ngờ Dương Bách Xuyên lại không đỡ nổi một chiêu của Thiên Tuyệt, thế này thì còn hợp tác gì nữa. Minh Tuyệt cảm nhận được uy lực từ một trưởng của Thiên Tuyệt, âm thầm tính toán thì thấy hình như ông ta cũng không thể đỡ nổi một trưởng của Thiên Tuyệt. Thực lực của tiên thiên tầng 6 cũng phân chia cấp bậc. Tiếp đó ông ta lại cân nhắc, cao thủ tiên thiên bên phe Thiên Tuyệt nhiều hơn phe mình, hai bên đánh nhau chắc chắn là đại họa của võ đang, không có lợi lộc gì. Minh Tuyệt biết nếu thật sự đánh với phe Thiên Tuyệt thì phe mình nhất định sẽ thua, võ đang cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Thôi thôi, ý trời là vậy, mình không muốn là tội nhân của võ đang. Minh Tuyệt than thở trong lòng. Thật ra ông ta và Thiên Tuyệt là sư huynh đệ, cũng biết đối phương cũng chỉ muốn tốt cho võ đang, sẽ không phản bội võ đang. Có điều sau này phe Thiên Tuyệt quản lý võ đang thì đan đạo mà trưởng giáo lập phái truyền lại sẽ đứt đoạn, tương lai võ đang chỉ là thuần võ đạo. Khoảnh khắc Thiên Tuyệt đẩy cánh cửa điện tổ sư ra, Minh Tuyệt biết là đã hết hy vọng. Nhưng đúng lúc này, mấy tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang lên bên tai. Á! Không nhiều không ít, đúng ba tiếng. Minh Tuyệt bất giác ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy ba người đi đối phó với Dương Bách Xuyên ngã lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Đồng thời, một tia sáng màu vàng bay vèo qua đỉnh đầu Minh Tuyệt, chém đứt một lọn tóc của ông ta, sau đó bay thẳng về phía Thiên Tuyệt. Cùng lúc đó, Thiên Tuyệt vừa mở cửa điện tổ sư cũng nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Ông ta rùng mình, rõ ràng đó là tiếng hét của ba vị sư đệ. Đúng lúc này, lông măng sau lưng dựng ngược, Thiên Tuyệt đột nhiên cảm nhận được một luồng khí vô cùng kỳ dị ập đến sau lưng mình, cảm giác ớn lạnh lan khắp toàn thân. Ông ta lập tức vận chuyển chân nguyên bảo vệ cơ thể, đồng thời vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng ông ta đã coi thường luồng khí quỷ dị này. Vừa mới vận chuyển chân nguyên, ông ta đã cảm thấy cánh tay phải đau buốt. Ngay sau đó, hơn nửa cánh tay rơi xuống đất. Á, Thiên Tuyệt kêu gào thảm thiết, ngưng tụ chân nguyên trong tay định liều mạng. Ông ta biết người ra tay không phải Dương Bách Xuyên mà là Minh Tuyệt. Nhưng lúc này trước mắt lóe lên tia sáng. Vèo, một cái gì đó sáng loáng kề vào cổ ông ta, đâm vào da thịt, máu lập tức chảy ra. Bên tai vang lên một giọng nói nặng nề, đừng nhúc nhích, ông mà nhúc nhích thì tôi cho đầu ông dọn nhà. Đây là giọng nói của Dương Bách Xuyên. Thiên Tuyệt đang cử động ngoan ngoãn dừng lại, cũng nhìn thấy thứ màu vàng lấp lánh trên cổ mình trông giống một vảy cá to. Lúc này Dương Bách Xuyên mới lau máu bên mép, trong lòng vô cùng vui vẻ. Quả nhiên đúng như sư phụ nói, phải rồng sau khi tế luyện chính là đòn sát thủ. Dùng ý nghĩ điều khiển linh khí, hay nói chính xác hơn là điều khiển vảy rồng chiến đấu, lúc này cảm giác của Dương Bách Xuyên chỉ có một chữ, sướng. Ý nghĩ đến đâu, vảy rồng đến đó. Lúc trước Thiên Tuyệt ra lệnh cho ba võ cổ giả tiên thiên tầng 5 đối phó với Dương Bách Xuyên. Anh chỉ cần dùng ý nghĩ điều khiển vảy rồng là có thể làm cho ba cao thủ tiên thiên tầng 5 bị thương nặng. Thật ra anh hoàn toàn có thể giết chết ba người họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh không làm thế. Sư phụ Vân Thiên Tà từng nhắc nhở anh giết chóc quá nhiều kiểu gì cũng ảnh hưởng tới tâm cảnh sau này. Và lại nơi này là võ đang, nói cho cùng thì anh đến võ đang để tìm đồng minh, tuy Thiên Tuyệt sỉ nhục anh nhưng cũng không phải thù sâu oán nặng. Ba tiên thiên tầng 5 cũng chỉ nghe lệnh Thiên Tuyệt. Không có thù hận gì. Vì thế Dương Bách Xuyên chỉ điều khiển vảy rồng đâm vào đôi chân của ba người bọn họ chứ không lấy mạng. Dù vậy vẫn khiến ba cao thủ tiên thiên tầng 5 sợ vỡ mật, ai nấy đều ngã sóng xoài trên đất với vẻ mặt hoảng sợ. Thậm chí ba người họ còn không nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng ám khí gì làm mình bị thương, chỉ thấy trong cơ thể anh lóe lên một tia sáng vàng, sau đó chân mình đau nhói, ngã lăn ra đất. Sau khi Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói với Thiên Tuyệt câu ông mà nhúc nhích thì tôi sẽ cho đầu ông dọn nhà, ba võ cổ giả tiên thiên này mới nhìn rõ ám khí trong tay anh là một thứ giống vảy rồng. Ngoại trừ Thiên Tuyệt,
những cao thủ hàng đầu khác của võ đang đều khuất phục trước Dương Bách Xuyên, các đệ tử võ đang có mặt ở đây đều cực kỳ chấn động. Mọi người đều đoán giả đoán non sao Dương Bách Xuyên có thể làm được điều này. Rõ ràng là anh cách Thiên Tuyệt 5-6 mét, tại sao tia sáng phát ra trên người anh có thể đả thương người khác? Đầu tiên xử ba cao thủ tiên thiên tầng 5, tiếp đó chặt đứt một cánh tay của Thiên Tuyệt, cuối cùng kề ám khí màu vàng lấp lánh vào cổ Thiên Tuyệt, đâm chảy máu. Đó là ám khí gì vậy? Giờ phút này trong lòng mọi người tràn đầy suy đoán và cảm xúc kinh hãi. Ở đây chỉ có hai người lộ vẻ mặt kỳ lạ, tái mét mặt mày nhìn Dương Bách Xuyên. Tất nhiên hai người này là đương sự Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt. Ám khí kỳ lạ của Dương Bách Xuyên khiến bọn họ nghĩ tới một từ thần binh. Trong bí điển của võ đang ghi rằng trên thế gian có thần binh có thể giết địch ở khoảng cách xa ngàn dặm, là vũ khí võ cổ giả mơ ước. Tiếc là bọn họ chưa từng thấy vũ khí bậc này. Minh Tuyệt nhìn Dương Bách Xuyên, sắc mặt tái mét. Ông ta nghĩ vừa rồi Dương Bách Xuyên và Thiên Tuyệt đánh nhau, mình không hỗ trợ Dương Bách Xuyên mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thật ra lúc đó Minh Tuyệt muốn xem Dương Bách Xuyên có thủ đoạn gì và thực lực ra sao, cho nên khi Dương Bách Xuyên và Thiên Tuyệt giao đấu, ông ta không giúp đỡ. Lúc này Dương Bách Xuyên chuyển bại thành thắng, tình thế xoay chuyển một cách thần kỳ, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Minh Tuyệt là mình đã đắc tội Dương Bách Xuyên, liệu anh có tính sổ hay không? Thiên Tuyệt bị Dương Bách Xuyên dí vảy rồng vào cổ còn thê thảm hơn Minh Tuyệt, bóng tối chết chóc bao phủ lên đỉnh đầu. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy mình cách cái chết gần đến vậy. Ông ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi sao Dương Bách Xuyên lại có thần binh. Trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, Thiên Tuyệt nói, thần binh. Dương Bách Xuyên híp mắt hừ lạnh, muốn nói đầu nhà quê, đây là linh khí vảy rồng hàng thật giá thật đó, thần binh gì chứ? Đương nhiên anh cũng biết thần binh có thể là tên gọi võ cổ giả đặt cho linh khí, giống như cùng một cảnh giới nhưng võ cổ giả gọi là tiên thiên, còn người tu chân gọi là trúc cơ. Dương Bách Xuyên cúi nhìn Thiên Tuyệt, tôi giết ông như giết chó. Mặt Thiên Tuyệt nóng bừng, đây là câu ông ta mắng Dương Bách Xuyên lúc trước, bây giờ người ta đáp trả lại mình. Thật sự là trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Rốt cuộc là ai giết người như giết chó, nhìn phát biết liền. Sắc mặt Thiên Tuyệt vàng như nến, thời khắc tử vong đến, ông ta sợ hãi, tiên thiên tầng 6 có bản lĩnh cỡ nào cũng sợ chết thôi. Có phải ông nên nói gì với tôi không? Dương Bách Xuyên nhắc lại câu này, đây là màn vả mặt điển hình, hơn nữa còn cực kỳ cố chấp. Lúc trước anh đây hỏi ông, lão già nhà ông cười ha hả đầy khinh thường. Bây giờ tôi con mẹ nó hỏi ông một lần nữa, để xem ông có cười nổi không? Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn Dương Bách Xuyên đang cúi nhìn Thiên Tuyệt cao thủ số 1 của võ đang. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, phe Minh Tuyệt vô cùng hả hê. Còn phe Thiên Tuyệt thì xa sầm sắc mặt, hận không thể lao tới liều mạng với Dương Bách Xuyên. Nhưng bọn họ có dám không? Tất nhiên là không dám. Lúc này Thiên Tuyệt đang đấu tranh tâm lý. Ông ta muốn phản kháng, nhưng hậu quả sẽ là Dương Bách Xuyên cho đầu ông ta dọn nhà. Cuối cùng ông ta khuất phục. Giọng nhỏ như mũi kêu, Thiên Tuyệt không nên sỉ nhục sư tổ, xin sư tổ tha mạng. Ông đang nói chuyện với vợ bé đấy à? Lý nhí như mũi kêu, nói cho ai nghe thế? Dương Bách Xuyên cười híp mắt nhìn Thiên Tuyệt. Phòng tuyến trong lòng đã sụp đổ, Thiên Tuyệt bất chấp tất cả, nói thật to, Thiên Tuyệt không nên sỉ nhục sư tổ, xin sư tổ tha mạng. Thiên Tuyệt dùng sức mạnh chân nguyên nói ra câu này. Câu nói này vang vọng khắp phái, tất cả đệ tử võ đang đều nghe thấy. Bao gồm cả đệ tử gõ chuông của võ đang. Thật ra cả võ đang có hơn 500 người, ngoại trừ 8-9 chục võ cổ giả Dương Bách Xuyên gặp ở Sơn Môn, còn có những đệ tử tu vi thấp tới sau, ví dụ như đệ tử Minh Kình Kỳ. Toàn bộ võ đang vận hành không thể tách rời nhu cầu ăn mặc ở, tất nhiên võ cổ giả cấp bậc tiên thiên cần có người hầu hạ những phương diện này, mà các đệ tử có cảnh giới yếu kia chính là người hầu hạ bọn họ. Lúc này mọi người đều nghe thấy lời nhận lỗi của Thiên Tuyệt. Người nào người nấy đều trợn tròn mắt. Đường đường là cao thủ số 1 võ đang, vậy mà lại cầu xin tha mạng. Các đệ tử bình thường của võ đang cực kỳ sốc. Nhưng bọn họ không quan tâm cho lắm, có lẽ cả đời này bọn họ không có tư cách can dự vào chuyện giữa các cao thủ. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng hài lòng. Anh không chỉ khiển trách Thiên Tuyệt, bắt ông ta nhận lỗi trước mặt mọi người, mà còn muốn cho đám đệ tử võ đang không phục xem để làm bước đệm cho chuyện tiếp theo.
Nếu đã can dự vào chuyện này thì dứt khoát can dự tới cùng, chọn ra một người thừa kế cho Võ Đang, kéo Võ Đang lên thuyền mình, như vậy mới có lợi cho mình. Sau này Vân Môn và Võ Đang sẽ thường xuyên qua lại. Đồng minh đầu tiên mà anh chọn đâu thể rời rạc mất đoàn kết đúng không? Dương Bách Xuyên nhìn Thiên Tuyệt, thấp giọng nói, Thiên Tuyệt lão đạo, ông có phục không? Thiên Tuyệt rất muốn văng tục mắng Dương Bách Xuyên mẹ kiếp, cậu gác đao lên cổ tôi hỏi tôi có phục không, tôi có thể nói gì được. Đệ tử phục, Thiên Tuyệt nói nhỏ. Phục là tốt rồi, tôi chuyên chỉ các thể loại không phục. Hôm nay tôi nể mặt Tư Không Nguyên, tha cho ông một mạng. Nhưng ông hãy nhớ kỹ cho tôi, nếu ông còn gây sự nữa, thì tôi có thể giết ông 100 lần không lặp lại. Giọng Dương Bách Xuyên lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, khiến Thiên Tuyệt dùng mình ớn lạnh. Ông ta nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương, ý tưởng cuối cùng trong đầu hoàn toàn tắt ngúm. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên niệm trong đầu thu vảy rồng về cơ thể. Thần kinh căng như dây đàn chợt thả lỏng, Thiên Tuyệt quỳ phịch xuống đất nói to, đệ tử Võ Đang Thiên Tuyệt tạ ơn sư tổ không giết. Từ nay trở đi, Thiên Tuyệt sẵn lòng nghe sư tổ sai bảo, tôn sư tổ là thượng tôn Võ Đang. Coi như Thiên Tuyệt đã nhìn ra Dương Bách Xuyên từ đầu đến chân đều kỳ lạ, quá con mẹ nó thần bí. Vừa rồi trong mắt đối phương không chỉ có sát ý, mà còn có ảo giác sâu như trời sao biển rộng. Ông ta là kẻ lõi đời đã tu luyện võ đạo tròn 108 năm, những gì mắt thấy tai nghe, những kinh nghiệm trong đời hơn xa người thường. Từ cảnh tượng mình nhìn thấy trong mắt Dương Bách Xuyên, Thiên Tuyệt cảm thấy sau này anh chắc chắn sẽ trở thành hạng người yêu nghiệt. Không nói đâu xa. Côn Luân cũng có một vị trong mắt như chứa trời sao biển rộng. Côn Luân đứng đầu các tông môn lâu đời không chỉ vì lý lịch thâm hậu, hơn hết là vì có một yêu nghiệt tiềm năng vô hạn. Mà Dương Bách Xuyên cũng có tiềm năng yêu nghiệt. Dương Bách Xuyên mỉm cười, anh nghe ra lần này Thiên Tuyệt nói thật lòng, ông ta đã phục thực sự. Anh nhếch môi cười, được rồi, đứng lên đi, dù sao tôi và Võ Đang cũng có mối quan hệ sâu xa. Tôi không quan tâm ông có dã tâm hay không. Nhưng tôi muốn nhắc nhở ông, trong giới võ cổ giả, kẻ ngông cuồng sẽ bị người ta diệt. Có rất nhiều người có thể lấy mạng ông, tu đạo mà quá cố chấp với quyền lực thì cả đời này ông đừng mong đạt tới cảnh giới cao hơn. Nhớ là tu đạo cần chấp niệm, nhưng cũng phải từ bỏ chấp niệm thì ông mới có thể tiến bộ, đi xa hơn trên con đường võ đạo. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Thiên Tuyệt chấn động cả người, đột nhiên trong mắt lóe lên tia sáng, trong cơ thể phát ra một tiếng rắc. Ông ta lẩm bẩm một mình, cần chấp niệm, cũng cần buông bỏ chấp niệm. Thiên Tuyệt không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này của Dương Bách Xuyên. Ông ta nhắm mắt lại, lúc này linh khí trời đất tụ đến, tràn hết vào trong cơ thể ông ta. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, anh không ngờ một câu nói màu mè của mình chiếu theo điển tịch tu chân trong đầu lại giúp Thiên Tuyệt đột phá bình cảnh. Tên họ Dương nào đó lập tức hối hận, nếu biết trước thì anh sẽ không nói linh tinh màu mè làm gì. Bây giờ Thiên Tuyệt đã đột phá lên tiên thiên tầng 7, nếu ông ta trở mặt thì phải làm sao? Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết là mình không thể cắt ngang quá trình đột phá của Thiên Tuyệt. Ở tu chân giới, cắt ngang quá trình đột phá cảnh giới của người khác chẳng khác gì giết cha giết mẹ, cắt đứt con đường kiếm tiền của người ta ở tục giới, đều là mối huyết hải thâm thù, vì vậy không thể cắt ngang. Anh thở dài, thôi vậy, nếu sau khi đột phá Thiên Tuyệt trở mặt, cùng lắm thì mình đánh một trận, không đánh được thì chạy. Mặc dù dùng ý nghĩ điều khiển vảy rồng có thể dễ dàng chế ngự Thiên Tuyệt, nhưng Dương Bách Xuyên biết dùng vảy rồng đả thương kẻ địch không phải vạn năng, nếu gặp phải người có tu vi cao thâm thì chưa chắc có thể áp chế. Mỗi tầng, mỗi cấp bậc tu chân và võ đạo đều gian nan, đương nhiên sau khi đột phá cũng mạnh hơn. Vì vậy Dương Bách Xuyên không dám chắc sau khi Thiên Tuyệt đột phá, mình dùng ý nghĩ điều khiển vảy rồng còn có tác dụng với tiên thiên tầng 7 hay không. Thiên Tuyệt đột phá nhờ một câu nói của Dương Bách Xuyên. Trong giới tu hành cũng có trường hợp tương tự nhưng rất hiếm. Giác ngộ đột phá thường là bởi vì một câu nói của người khác, hoặc nhìn thấy các sự vật nào đó, thậm chí là tự nghĩ thông suốt. Đối với người tu hành mà nói, đây là chuyện vui. Mỗi người tu hành đều có cơ hội như vậy. Khi có người khác ngộ, trừ khi là kẻ thù không đội trời chung, nếu không thì bình thường sẽ không có ai cắt ngang. Đây là điều tối kỵ trong giới tu hành. Vì vậy Dương Bách Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Tuyệt giác ngộ, thậm chí còn phải bảo vệ. Anh giơ tay ngăn cản các đệ tử đang bàn tán xôn xao để tránh quấy rầy đến Thiên Tuyệt. Đây là tình huống nghìn năm có một. Ai dám cắt ngang chính là kết thù sâu oán nặng.
Tất cả đệ tử võ đang đều im lặng. Trong mắt Minh Tuyệt lão đạo chất chứa vô vàn cảm xúc ngổn ngang. Sao ông ta lại không nhìn ra đối thủ của mình đột phá chứ? Tất nhiên là ông ta cũng biết về giác ngộ. Minh Tuyệt nhìn Thiên Tuyệt rồi lại nhìn Dương Bách Xuyên, cõi lòng u ám. Ông ta giỏi toan tính. Lúc trước Minh Tuyệt nói với Dương Bách Xuyên là Thiên Tuyệt lòng dạ thâm sâu, nhưng thật ra kẻ lòng dạ thâm sâu chính là ông ta. Trái ngược với Thiên Tuyệt tính tình nóng nảy, chỉ đi con đường thuần võ đạo, không lắm mưu nhiều kế. Khi biết đến Dương Bách Xuyên từ chỗ Bách Sơn, Minh Tuyệt bắt đầu tính kế, muốn lợi dụng thân phận của Dương Bách Xuyên là đệ tử truyền thừa của Tư Không Nguyên và sư đệ của trưởng giáo lập phái chân nhân của võ đang để áp chế Thiên Tuyệt. Ai dè Thiên Tuyệt không đi theo kịch bản, kiên quyết không thừa nhận thân phận của Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn mắng chửi Dương Bách Xuyên chọc anh tức giận. Lúc đó Minh Tuyệt vui như mở cờ trong bụng. Nhưng kết quả thì sao? Đúng là Dương Bách Xuyên đã có một cú đảo ngược tình thế ngoạn mục, trừng trị Thiên Tuyệt. Tuy nhiên Minh Tuyệt quá mưu mô. Lúc Dương Bách Xuyên và Thiên Tuyệt đánh nhau, ông ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mục đích là xem thử thực lực của Dương Bách Xuyên rồi mới ra tay hỗ trợ. Dương Bách Xuyên lật ngược tình thế, trấn áp Thiên Tuyệt một cách nhanh chóng. Lần này Minh Tuyệt tuyệt vọng luôn, muốn bù đắp cũng không kịp. Ông ta lại càng không ngờ Dương Bách Xuyên không giết Thiên Tuyệt, ngược lại còn nhắc nhở Thiên Tuyệt giúp đối phương đột phá. Giờ khắc này Minh Tuyệt muốn chết quách đi cho rồi. Có thể nói trong chuyện hôm nay ông ta chẳng chiếm được lợi lộc gì, mưu kế đã thất bại hoàn toàn. Bây giờ đánh nhau với Thiên Tuyệt thì ông ta thua chắc. Lại còn đắc tội với Dương Bách Xuyên nữa chứ. Minh Tuyệt cảm thấy đây là kế hoạch thất bại nhất trong cuộc đời mình. Ai có thể nói một câu giúp một võ cổ giả giác ngộ. Dương Bách Xuyên chính là người như thế. Từ các thủ đoạn của Dương Bách Xuyên ngày hôm nay có thể thấy anh không phải người bình thường. Đáng tiếc là hiện tại Minh Tuyệt đã đắc tội nhân vật lợi hại có thể giúp mình có cơ hội giác ngộ. Lúc này Minh Tuyệt cũng giống Thiên Tuyệt, đột nhiên nghĩ đến một yêu nghiệt. Vị kia của Côn Luân được giới võ cổ gọi là yêu nghiệt nghìn năm có một, hắn và Dương Bách Xuyên có điểm tương đồng. Vị yêu nghiệt kia của Côn Luân cũng có thể phi hành khi còn là tiên thiên cấp thấp, chỉ có điều lúc là tiên thiên tầng 3 hắn đã có thể phi hành. Hắn cũng có một món thần binh, có thể lấy đầu người ở khoảng cách ngàn dặm. Giết địch tầm xa. Hôm nay Dương Bách Xuyên cũng vậy, thậm chí anh còn có tiềm lực hơn cả vị yêu nghiệt kia của Côn Luân. Trời đất ơi, sao mình lại bắt hụt một yêu nghiệt như vậy chứ? Minh Tuyệt kêu rên trong lòng. Ông ta hối hận xanh ruột, nhưng không thể thay đổi được gì. Lúc này Minh Tuyệt chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên trơ mắt nhìn Thiên Tuyệt đột phá, nhìn bóng lưng Dương Bách Xuyên đứng chắp tay. Trong mắt ông ta, bóng lưng ấy cao lớn biết mấy. Dương Bách Xuyên không biết Minh Tuyệt phía sau cất giấu bao suy nghĩ phức tạp về mình. Anh đang quan sát và cảm nhận hơi thở của Thiên Tuyệt trong lúc giác ngộ đột phá. Theo kiến thức tu chân mà sư phụ truyền dạy cho anh, quan sát người khác tu luyện cũng có ích với người tu chân. Mặc dù Thiên Tuyệt là võ cổ giả, không phải người tu chân, nhưng cũng là người tu đạo. Có câu vạn pháp quy tông, bất kỳ hệ thống tu đạo nào cũng khác đường cùng đích. Võ cổ giả sau tiên thiên được gọi là võ đạo. Có thể tiếp xúc với thiên đạo và cảm ngộ thiên đạo, rất giống người tu chân. Vì vậy anh quan sát Thiên Tuyệt giác ngộ cũng có lợi. Dương Bách Xuyên thả lỏng tinh thần, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận. Cái đầu tiên anh cảm nhận thấy được là quá trình linh khí trời đất ùn ùn kéo về phía Thiên Tuyệt. Thật sự là như núi cao sông dài. Linh khí trên trái đất mỏng manh, linh khí trời đất hội tụ nhiều như vậy chứng tỏ lần giác ngộ này rất mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 70% là Thiên Tuyệt đột phá lên tiên thiên tầng 7. Còn nữa, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một luồng khí thế hùng hậu như núi cao, như thác lũ gào thét từ trên người Thiên Tuyệt. Lúc này Dương Bách Xuyên bất giác học theo, tức thì linh khí trời đất cũng hội tụ xung quanh anh, tuy rất ít nhưng cực kỳ giống trạng thái Thiên Tuyệt giác ngộ hấp thụ linh khí trời đất. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vui như mở cờ trong bụng. Nếu anh có thể nắm được phương pháp hấp thụ linh khí trời đất như kiểu giác ngộ này, thì chẳng phải là sau này tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp mấy lần sao? Anh đè nén niềm vui trong lòng, dốc toàn bộ tinh thần vào trạng thái cảm ngộ, chậm rãi cảm nhận linh khí trời đất ùn ùn kéo đến rồi vận chuyển xung quanh Thiên Tuyệt. Anh bắt chước theo từng chút một, linh khí hội tụ xung quanh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng giống. Cuối cùng Dương Bách Xuyên đã nắm giữ được quy luật giác ngộ hấp thụ linh khí trời đất. Hay nói chính xác hơn là anh đã cảm ngộ được quy luật vận hành của linh khí trời đất theo thiên đạo.
Tất nhiên điều quan trọng hơn cả là tốc độ và cách thức hấp thụ linh khí này phải thể hiện được khí thế mênh mông tràn trề. Dương Bách Xuyên cho rằng khí thế này là một loại tâm tính rộng mở, sau này mới có thể sinh sôi cùng linh khí trời đất, cuối cùng đạt đến phương thức cảm ngộ tương tự như cách thức hấp thụ linh khí trời đất. Vào lúc anh cảm thấy càng lúc càng thuận lợi, sắp học được phương pháp giác ngộ hấp thụ linh khí, thì linh khí trời đất xung quanh Thiên Tuyệt đột nhiên tan biến, Thiên Tuyệt dừng giác ngộ. Dương Bách Xuyên cũng mở mắt ra, lòng thầm tiếc nuối, tiếc thật, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể nắm bắt hoàn toàn rồi. Nhưng dù vậy anh vẫn nắm được phương pháp giác ngộ và hấp thụ linh khí, tốc độ nhanh hơn hồi trước hấp thụ linh khí trời đất trong lúc tĩnh tọa tu luyện gấp 5 lần. Phương pháp này là thu hoạch đáng giá nhất trong chuyến đi võ đang lần này. Thiên Tuyệt và Dương Bách Xuyên mở mắt ra gần như cùng lúc. Dương Bách Xuyên thấy trong mắt Thiên Tuyệt lấp lóe ánh sáng, khí thế toàn thân đã thay đổi, không còn là kiểu sắc bén nữa mà trở nên trầm lắng vô cùng, nếu không cảm nhận kỹ thì chỉ thấy ông ta là một cụ già bình thường. Nhưng khi kiểm tra bằng linh thức, Dương Bách Xuyên biết chân nguyên trong cơ thể Thiên Tuyệt đã đạt đến một tầm cao mới, vô cùng tinh khiết, có thể so với chân khí trong cơ thể anh, thậm chí còn tinh khiết hơn nhiều. Toát ra uy thế khiến tim người ta đập dồn dập. Tu Vi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng 7. Dương Bách Xuyên hơi lo lắng, không biết sau khi Tu Vi thăng cấp Thiên Tuyệt có nổi trận lôi đình hay không. Anh âm thầm điều động chân khí, chuẩn bị đối phó với cơn giận của Thiên Tuyệt bất cứ lúc nào. Nhưng một khắc sau, ánh mắt Thiên Tuyệt bộc lộ ý cười thân thiện và cảm kích, ông ta khuỵu chân quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên rồi nói, đệ tử Thiên Tuyệt khấu đầu cảm ơn sư tổ đã chỉ dạy. Ngày hôm nay, nhờ có sư tổ chỉ dạy mà Thiên Tuyệt nhận được lợi ích lớn trong đời. Sư tổ nói rất đúng, con đường võ đạo cần có chấp niệm là chấp niệm cầu đạo, nhưng cũng cần buông bỏ chấp niệm là dục vọng hồng trần. Trước đây Thiên Tuyệt như ếch ngồi đáy giếng, theo đuổi quyền lực để hỗ trợ cho việc tu luyện võ đạo, nhưng lại thành ra cản trở võ đạo của mình. Nay phúc đức ba đời được sư tổ chỉ dẫn, Thiên Tuyệt không biết lấy gì báo đáp, đành khấu đầu cảm ơn sư tổ đã dẫn dắt đại đạo. Nói xong Thiên Tuyệt thành thật dập đầu vái Dương Bách Xuyên ba lạy. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, anh đây chỉ nói một câu làm mầu, vậy mà lại giúp cho ông toại nguyện. Có vẻ vĩ đại đấy, kha kha. Thiên Tuyệt không trở mặt, Dương Bách Xuyên thản nhiên nhận lễ dập đầu của ông ta. Trên con đường tu chân, ơn chỉ dẫn lớn ngang trời, nếu anh không nhận lễ thì sẽ khiến Thiên Tuyệt nhớ mãi, trở thành nút thắt trong lòng ông ta. Sau đó, Dương Bách Xuyên lên tiếng, đứng dậy đi, ông có thể giác ngộ là vì nền móng vững chắc, cũng là vận may của ông. Tôi chỉ là yếu tố ngẫu nhiên thôi. Nên khiêm tốn thì vẫn phải khiêm tốn, đây là đạo lý làm người, nếu kiêu ngạo quá ắt sẽ xảy ra vấn đề. Thiên Tuyệt đứng dậy nói, cảm ơn sư tổ. Ông ta không nói gì nữa. Cảm ơn quá nhiều thành ra giả dối, có những ân tình cần ghi tạc trong lòng chứ không phải treo ngoài miệng. Dương Bách Xuyên nhìn cánh tay cụt của Thiên Tuyệt, ít nhiều gì cũng hơi áy náy, nhưng anh không thẹn với lương tâm. Anh chặt đứt cánh tay của Thiên Tuyệt bởi vì lúc trước ông ta quá ngông cuồng, anh bất đắc dĩ phải làm vậy. Mà bây giờ, sau khi Thiên Tuyệt giác ngộ đã có sự thay đổi. Sự thay đổi này xuất phát từ tâm cảnh, cũng là thật lòng hối hận. Hiểu rõ võ đạo của mình, kính trọng Dương Bách Xuyên, làm cho tên họ Dương nào đó hơi áy náy. Anh bèn nói, tôi có cách khôi phục cánh tay cụt cho ông. Ông nhặt cánh tay lên đi, vào điện tổ sư tôi khôi phục lại như cũ cho ông. Nói xong anh bước vào điện tổ sư, Thiên Tuyệt ở phía sau nghe vậy thì toàn thân chấn động. Khôi phục lại cánh tay cụt. Mấy chữ đơn giản tùy ý thốt ra từ miệng Dương Bách Xuyên. Nhưng lọt vào tai Thiên Tuyệt lại chẳng khác gì hòn đá rơi xuống hồ nước sâu, dâng sóng cao vạn trượng. Khôi phục tương đương với phục hồi, tức là tái sinh cánh tay cụt. Nếu là bác sĩ ở bệnh viện chữa trị bằng phương pháp khoa học kỹ thuật nói như vậy, Thiên Tuyệt sẽ không ngạc nhiên, bởi vì khoa học kỹ thuật tiên tiến trong y học có thể nối lại cánh tay. Nhưng võ đang nơi thâm sơn cùng cốc không phải bệnh viện, Dương Bách Xuyên cũng không phải là bác sĩ hiện đại hóa. Thiên Tuyệt không hề nghi ngờ lời nói của Dương Bách Xuyên, đối phương không cần thiết phải khoác lác với ông ta. Vậy thì chỉ chứng tỏ một điều vị sư tổ trẻ này có bản lĩnh kỳ diệu. Ngẫm lại cũng đúng, Dương Bách Xuyên là tiên thiên tầng 1 mà có thể trấn áp võ cổ giả tiên thiên tầng 6 đỉnh phong như mình, trong người còn có thần khí, bay nhanh và vững hơn mình. Không ai biết cậu ta còn có bản lĩnh gì, khôi phục cánh tay cụt cho mình không phải chuyện bất khả thi. Và lại Dương Bách Xuyên nói là khôi phục chứ không phải nối cánh tay cụt,
đây hoàn toàn là hai khái niệm. Thiên Tuyệt ngày càng cảm thấy vị sư tổ này thần bí khó lường. Ông ta đi đến nhặt cánh tay cụt của mình lên rồi đi vào điện tổ sư, trong mắt xuất hiện vẻ kiên định. Dương Bách Xuyên xoay người lại, nhìn thấy Thiên Tuyệt cầm cánh tay cụt đi đến. Anh thầm nghĩ trong lòng, Thiên Tuyệt ơi Thiên Tuyệt à, hôm nay anh đây cho ông chiếm lợi một lần, tặng ông một giọt nước sinh mệnh, không chỉ khôi phục cánh tay cụt của ông mà còn mang đến cho ông một cơ may khác. Nghĩ xong, anh nói với Thiên Tuyệt, cởi áo ra. Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị bỏ ra một giọt nước sinh mệnh. Nào ngờ Thiên Tuyệt lại nói một tràng dài khiến anh nhìn bằng cặp mắt khác. Cảm ơn sư tổ, hôm nay Thiên Tuyệt cụt tay cũng là tạo hóa, trên hết là lời nhắc nhở của sư tổ, coi như chặt đứt dục niệm và chấp niệm của Thiên Tuyệt. Từ nay về sau Thiên Tuyệt có cánh tay cụt này nhắc nhở, mong rằng có thể đốc thúc bản thân trên con đường võ đạo, đi tới tiên thiên. Thật ra cụt một cánh tay cũng không sao hết, tôi tin rằng nhờ chuyện cụt tay này, mình sẽ tiến xa hơn. Thiên Tuyệt cầm cánh tay cụt, chậm rãi cất lời, giọng nói vô cùng bình tĩnh không chút dao động, như thể thứ lìa khỏi cơ thể ông ta là sợi tóc chứ không phải cánh tay. Huống chi ông ta còn muốn lấy cánh tay cụt để nhắc nhở bản thân. Dương Bách Xuyên thầm khen ngợi ông ta, nhưng đồng thời anh không kìm được hỏi, Thiên Tuyệt lão đạo, không phải là ông giữ lại cánh tay cụt để ghi thù tôi đấy chứ? Chớ trách Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy, dù sao hôm nay anh cũng chém đứt tay Thiên Tuyệt ngay trước mặt toàn bộ đệ tử võ đang, trừng trị ông ta một phen, hung hăng chà đạp thể diện của ông ta. Đổi lại là bất cứ ai cũng ghi hận thôi, làm gì có chuyện không nảy sinh ngăn cách. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, Thiên Tuyệt lập tức biến sắc, hoảng loạn thấy rõ. Ông ta quỳ phịch xuống đất, sư tổ minh giám, Thiên Tuyệt tuyệt đối không dám ghi hận sư tổ, trong lòng chỉ có niềm cảm kích vô hạn. Thiên Tuyệt thề với trời tuyệt đối không hận sư tổ, tôi giữ lại cánh tay cụt là vì theo đuổi võ đạo. Sau này sư tổ có gì sai bảo, Thiên Tuyệt nhất định sẽ xả thân báo đáp. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt. Thiên Tuyệt thề độc, phải nói là lời thề này rất nặng. Tên họ Dương nào đó hoàn toàn yên tâm, thật ra anh chỉ chờ câu nói này của Thiên Tuyệt, dù sao thì ngày hôm nay xem Thiên Tuyệt giác ngộ, anh cũng có thu hoạch lớn. Con đường võ đạo sau này không tầm thường, vẫn nên cẩn thận là tốt nhất. Sau khi Thiên Tuyệt thề xong, Dương Bách Xuyên mới vội vàng đỡ ông ta dậy, đồng thời quở trách, xem này, ông làm gì thế, tôi chỉ đùa với ông thôi. Cái ông này nhạt nhẽo thật đấy, đùa một chút thôi mà, mau đứng lên đi. Tên họ Dương nào đó nói câu này đến là lưu loát, mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngay cả anh cũng tự phục mình. Thiên Tuyệt ngượng ngùng đáp lời, vâng vâng vâng, là Thiên Tuyệt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mong sư tổ thứ lỗi. Khóe miệng Dương Bách Xuyên dần giật, sao nghe câu này giống mắng người thế nhỉ? Nhưng Thiên Tuyệt không nói sai, anh chỉ đành hắng giọng vài tiếng lấp liếm cho qua chuyện. Sau đó anh nói, hôm nay ông giác ngộ, giữ lại cánh tay cụt này chứ không khôi phục. Không phải ai cũng làm được đâu. Kiên định với lòng cầu đạo, sau này đừng quên ước nguyện võ đạo thuở ban đầu, ắt sẽ gặt hái được thành tựu vô hạn. Cố lên! Thiên Tuyệt vui mừng ra mặt, luôn miệng cảm ơn lời chúc của sư tổ, Thiên Tuyệt tuyệt đối không làm trái lời dạy của sư tổ. Sau đó ông ta lại nói với Dương Bách Xuyên, sư tổ, hôm nay mong ngài hãy làm chứng cho Thiên Tuyệt. Được, làm chứng việc gì, ông nói đi. Dương Bách Xuyên thuận miệng đồng ý. Thiên Tuyệt nói, sư tổ chờ một lát, dứt lời ông ta nói vọng ra ngoài cửa, mời chư vị sư huynh sư đệ và sư chất cảnh giới tiên thiên vào điện tổ sư. Ông ta gọi xong, người bên ngoài lục tục đi vào, tất cả 28 tiên thiên đều đến đông đủ. Trong đó có người cùng thế hệ với Thiên Tuyệt, cũng có hậu bối thiên phú tốt. Tóm lại là chỉ có tiên thiên được đi vào điện tổ sư. Minh Tuyệt với vẻ mặt ngẩn ngơ là người đi đầu tiên. Theo sau là mấy tiên thiên tầng 5 và 3 người bị Dương Bách Xuyên đánh cho chân bị thương đã được băng bó, có người dìu vào đại điện. Sau khi mọi người đến đông đủ, Thiên Tuyệt nhìn quanh một lượt rồi dừng trên người Minh Tuyệt. Ánh mắt ông ta hơi phức tạp, sau đó trở nên kiên định. Ông ta bước tới trước mặt Minh Tuyệt rồi đột nhiên cúi sâu bái lại đối phương, nói rất chân thành, sư huynh, trước kia Thiên Tuyệt đã làm nhiều chuyện sai trái, đối chọi với sư huynh. Hôm nay Thiên Tuyệt được sư tổ chỉ dẫn. Cực kỳ hối hận về hành vi của mình ngày xưa. Thiên Tuyệt xin lỗi sư huynh, mong sư huynh tha thứ. Thiên Tuyệt bái lại khiến Minh Tuyệt bối rối. Ông ta không biết tại sao Thiên Tuyệt lại làm vậy, ý nghĩ đầu tiên là Thiên Tuyệt lại định dở trò gì. Ông ta không biết phải hóa giải như thế nào, cứ đứng ngây ra đó.
Sau khi Thiên Tuyệt đã bái lạy Minh Tuyệt xong, ông ta tiếp tục nói, sư huynh, Thiên Tuyệt thật lòng hối cải. Hai ta tranh đấu nhiều năm thật ra cũng chỉ vì lòng riêng, suýt chút nữa thì phá hủy võ đang, thật sự là không nên. Sau này Thiên Tuyệt sẽ ở lại điện tổ sư ăn năn hối lỗi. Chúng ta đều sai rồi, võ đang cần một trưởng giáo là trụ cột tinh thần có thể dẫn dắt môn phái kéo dài truyền thừa, phát triển truyền thừa từ các thế hệ tổ sư, giúp võ đang ngày càng lớn mạnh, chứ không phải một trưởng giáo có tham vọng. Thiên Tuyệt hổ thẹn với tổ sư bao đời và trưởng giáo lập phái, cũng thẹn với các vị đồng môn. Xin lỗi mọi người, Thiên Tuyệt vừa nói vừa khom lưng hành lễ với mọi người. Lần này ai nấy đều xúc động, lời nói của Thiên Tuyệt khiến mọi người đều xấu hổ. Bao năm qua bọn họ chia thành hai phen đấu tranh gay gắt, lơ là việc phát triển truyền thừa của võ đang. Mọi người cùng đáp lễ, đồng thanh hô, hổ thẹn với tổ sư. Lời phát biểu của Thiên Tuyệt đã xóa nhòa vách ngăn trong lòng mọi người, ngay cả Minh Tuyệt cũng nhớ lại những hồi ức ngày xưa, nhớ mình và Thiên Tuyệt là sư huynh đệ, nhớ hồi bé hai người cùng nhau luyện võ tu hành. Ông ta cũng hiểu ra phần nào. Dương Bách Xuyên biết là Thiên Tuyệt muốn anh chứng kiến ông ta làm lành với Minh Tuyệt. Hay nói chính xác hơn là dẹp bỏ cuộc nội đấu giữa hai phe võ đang trong hòa bình. Quả nhiên lúc này anh thấy Thiên Tuyệt nhìn anh, ý bảo anh ra mặt hòa giải. Chuyện này thì Dương Bách Xuyên làm được. Anh hắng giọng nói, được rồi, hôm nay tôi làm chứng cho hai phe Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt xóa bỏ mọi ân oán trước kia, đồng tâm hiệp lực chỉnh đốn lại võ đang, khôi phục sự huy hoàng cho võ đang. Sau này đồng môn không được đấu đá với nhau, mà phải yêu thương kính trọng nhau. Mọi người có dị nghị gì không? Nhất thời trong đại điện tĩnh lặng như tờ, nhưng ngay sau đó âm thanh vang lên khiến Dương Bách Xuyên giật mình. Anh chỉ nghe thấy tiếng hô như sấm, mọi người đồng thanh trả lời, chúng tôi xin nghe theo lời dạy của sư tổ, không dám đấu đá lẫn nhau, sau này đồng tâm hiệp lực phát triển võ đang. Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười hài lòng, tốt lắm. Lần này tôi đến võ đang bởi vì Bách Sơn mời tôi đến giải quyết nội đấu của võ đang các người. Đương nhiên trước khi tới đây tôi không nghĩ nhiều. Sau khi đến đây mới biết mình bị Bách Sơn và Minh Tuyệt lừa, thiếu chút nữa thì võ đang các người trở thành hố lửa của tôi. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên nhìn Minh Tuyệt có biết tại sao ông và Thiên Tuyệt là sư huynh đệ, hơn nữa ông còn là sư huynh, nhưng tu vi lại không cao bằng Thiên Tuyệt không? Minh Tuyệt bị Dương Bách Xuyên điểm danh, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng đáp lời, xin sư tổ chỉ dạy. Chỉ dạy cái rắm, chẳng qua là ông mưu mô, giỏi tính kế, kết quả là tâm tư võ đạo có vướng mắc. Nếu như sau này ông không sửa đổi thì sớm muộn gì cũng có ngày tâm ma quấy nhiễu dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tôi chỉ nói thế thôi, sửa hay không tùy ông. Quả thật Dương Bách Xuyên tức giận vì Minh Tuyệt không ra tay giúp đỡ lúc mình đánh nhau với Thiên Tuyệt. Anh bèn nhân cơ hội này xả giận, nhắc nhở lão già này. Minh Tuyệt chỉ ước gì tìm được cái lỗ mà chui vào. Nhưng cũng không ngừng nhận lỗi với Dương Bách Xuyên, thề rằng sau này nhất định sẽ sửa đổi. Người cần nhận lỗi đã nhận lỗi, việc cần hòa giải đã hòa giải, sức mệnh của Dương Bách Xuyên đã kết thúc. Anh nói, được rồi, tôi đã xong việc, đến lúc phải đi rồi. Tôi hy vọng sau này võ đang và đệ tử Vân Môn giữ mối quan hệ tốt, giúp đỡ lẫn nhau. Hoan nghênh mọi người đến thăm Vân Môn. Dương Bách Xuyên nói xong định rời đi, dù sao cũng không còn chuyện gì nữa. Lại đang độ cuối năm, anh còn phải về quê ăn Tết với bà nội, không muốn nán lại võ đang. Mấy chuyện hục hạc đấu đá quá là mệt mỏi. Nhưng lúc này Thiên Tuyệt đột nhiên hô to, sư tổ dừng bước. Dương Bách Xuyên dừng lại hỏi, lại sao nữa? Thiên Tuyệt bỗng quỳ xuống, nói to, sư tổ, ngài là đệ tử truyền thừa của sư gia, là sự đệ của trưởng giáo lập phái võ đang. Hiện nay võ đang như rắn mất đầu. Thiên Tuyệt và các đệ tử võ đang cầu xin sư tổ thống lĩnh võ đang, làm trưởng giáo chân nhân của võ đang. Trong lòng Thiên Tuyệt, Dương Bách Xuyên là nhân vật ngang tầm yêu nghiệt của Côn Luân. Nếu Dương Bách Xuyên làm trưởng giáo chân nhân của võ đang thì võ đang có thể trở thành thế lực đứng đầu các tông môn lớn. Đối với võ đang mà nói, đây là chuyện có tiềm lực vô hạn. Vì vậy ông ta cầu xin Dương Bách Xuyên làm trưởng giáo võ đang. Cầu xin sư tổ thống lĩnh võ đang. Tất cả mọi người cũng quỳ theo. Dương Bách Xuyên ngu người luôn. Chuyện gì thế này? Bảo tôi làm trưởng giáo võ đang các người á? Đùa gì thế? Nếu là người khác được người ta cầu xin làm trưởng giáo võ đang, thì người đó nhất định sẽ đồng ý. Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống,
trưởng giáo của tông môn lâu đời Võ Đang, chủ một phái thống lĩnh Thiên Thiên, có thể nói là nhân vật quyền thế ngập trời. Chỉ tiếc là Dương Bách Xuyên không phải kẻ ham quyền lực. Anh là người tu chân, biết rõ mình nên làm gì. Mỗi chặng đường tu chân đều là anh không ngừng trưởng thành từ trong áp lực, không ngừng tiến bộ, liên tục bị kẻ thù chèn ép phải tiến lên phía trước. Trong đầu anh có rất nhiều truyền thừa, dạo trước anh mới đọc hết nhưng vẫn chưa có thời gian học tập. Vô số pháp thuật tu chân trong tay sư phụ Vân Thiên Tà đang chờ anh tu luyện. Anh làm gì có thời gian làm trưởng giáo? Mỗi một phân môn đã đủ khiến anh nhọc lòng rồi, còn làm trưởng giáo Võ Đang nữa á? Anh thành lập phân môn cũng chỉ vì bảo vệ người thân bạn bè và đối phó với các thế lực thù địch, không thì anh cũng chẳng muốn nhọc lòng. Bây giờ hai người dẫn đầu Võ Đang là Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt lại bảo anh làm trưởng giáo Võ Đang, anh không làm đâu. Dương Bách Xuyên cười ha hả nhìn người Võ Đang, mở đi, tôi không rảnh hơi quản lý cả đống chuyện lộn xộn của Võ Đang các người đâu. Câu trả lời của Dương Bách Xuyên khiến trong mắt của đệ tử Võ Đang rất đầy đất. Trong mắt mọi người, trở thành trưởng giáo một phái là chuyện vui ngất trời. Ngay cả Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hai người họ vì chức trưởng giáo mà đấu đá suốt bao nhiêu năm, đương nhiên không phải tự mình làm mà đề cử người phe mình làm. Vậy mà Dương Bách Xuyên lại thốt ra một câu nhẹ bẫng mơ đi. Giọng điệu tựa như rất sợ làm trưởng giáo một phái. Chuyện này, khiến bọn họ bất ngờ. Cho làm trưởng giáo một phái mà không chịu làm. Trưởng giáo của tông môn lâu đời tượng trưng cho điều gì, Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt đều biết rõ. Bọn họ cầu xin Dương Bách Xuyên, nhưng người ta không làm. Thiên Tuyệt cảm thấy mình chưa nói rõ cho sư tổ những lợi ích của trưởng giáo Võ Đang. Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt nhìn nhau, định thay phiên nhau thuyết phục Dương Bách Xuyên. Lúc này Minh Tuyệt cũng có cùng suy nghĩ giống Thiên Tuyệt, để cho Dương Bách Xuyên làm trưởng giáo Võ Đang sẽ giúp ích cho sự phát triển của Võ Đang. Tư chất yêu nghiệt của Dương Bách Xuyên đã nói lên tất cả. Nếu cho anh làm trưởng giáo Võ Đang, nói không chừng sau này Võ Đang có thể huy hoàng như yêu nghiệt Côn Luân. Sư tổ, có lẽ chúng tôi chưa nói rõ. Nếu ngài làm trưởng giáo Võ Đang, chỉ có trưởng giáo các tông môn lớn mới được tham dự luận đạo Tiên Thiên ở mấy nơi bí mật trên trái đất, có rất nhiều thiên tài địa bảo đó. Thiên Tuyệt dùng giọng điệu tràn đầy cám dỗ giải thích cho Dương Bách Xuyên. Minh Tuyệt cũng gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng. Sư tổ à, làm trưởng giáo một phái có rất nhiều lợi ích. Chỉ có trưởng giáo một phái mới có thể liên hệ với cấm địa. Theo tin đồn thì trong cấm địa có ghi chép về manh mối của một thế giới khác, đó mới là nơi võ cổ giả hướng tới. Minh Tuyệt nói đến đây, trong mắt lấp lánh ánh sao, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Dương Bách Xuyên nghe vậy, hai mắt chợt sáng ngời, luận đạo Tiên Thiên và cấm địa là gì? Thiên Tuyệt trả lời, thưa sư tổ, 8 tông môn lớn nhất Trung Quốc chia nhau quản lý chìa khóa một phần bản đồ, cách 10 năm trưởng giáo của 8 tông môn lớn lại tụ họp một lần, lấy tên là luận đạo Tiên Thiên, tức là buổi luận đạo cho các võ cổ giả Tiên Thiên tìm kiếm điểm đột phá. Mà 8 chìa khóa bản đồ trong tay 8 tông môn lớn có thể mở ra 8 di tích thượng cổ trên trái đất, chứa đầy thiên tài địa bảo. Chìa khóa bản đồ qua các thế hệ chỉ có trưởng giáo một phái mới được kế thừa. Trước khi trưởng giáo đời trước bế quan, ngài ấy đã đến cấm địa giao chìa khóa bản đồ của Võ Đang cho trưởng lão, dặn rằng nếu như 10 năm sau ngài ấy không xuất quan thì có thể bầu cử lại trưởng giáo mới. Sau đó có thêm trưởng lão ở cấm địa giữ chiếc chìa khóa này. Bây giờ đã qua 10 năm, vì vậy chúng tôi mới tranh đấu để đề cử lại trưởng giáo Võ Đang. Còn cấm địa thì 8 tông môn lớn nhất Trung Quốc đều có. Đó là cấm địa của mỗi tông môn. Chỉ có võ cổ giả trên Tiên Thiên tầng 6 mới có thể vào đó tu hành. Theo tin đồn, trong cấm địa của mỗi tông môn đều ghi lại manh mối về một thế giới khác. Điều này là thật hay giả thì chỉ có người vào đó mới biết. Nhưng điều kỳ lạ là từ xưa đến nay những người vào cấm địa đều không ra ngoài, cả 8 tông môn lớn đều như thế. Sau khi Thiên Tuyệt nói xong, Dương Bách Xuyên nảy sinh hứng thú với luận đạo Tiên Thiên và cấm địa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Bảo anh làm trưởng giáo Võ Đang là chuyện không thể nào. Làm trưởng giáo Võ Đang chẳng khác gì tự chồng xích lên người mình, anh không làm đâu. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ chốc lát rồi hỏi, ngoài các trưởng giáo ra, chắc là người khác cũng có thể tham dự luận đạo Tiên Thiên chứ? Tất nhiên là có thể, chỉ cần có cảnh giới Tiên Thiên là có thể tham dự. Nhưng người trông coi chìa khóa bản đồ chỉ có trưởng giáo một phái thôi.
Thiên Tuyệt giải thích. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ có thể tham dự là được, anh đi mở mang hiểu biết. Còn cấm địa gì đó thì nghĩ cách là được. Thiên Tuyệt nói người đi vào cấm địa đều không ra ngoài, đó nhất định là nơi rất nguy hiểm, không đi cũng được. Nói chung là anh sẽ không làm trưởng giáo võ đang. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên nói, tôi không làm trưởng giáo võ đang đâu, các ông chọn người khác đi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước, dứt lời anh định rời đi. Thấy Dương Bách Xuyên kiên quyết không đồng ý, lại còn muốn đi, Thiên Tuyệt vô cùng sốt ruột, thầm nghĩ phải chăng mình quá nóng vội. Người như sư tổ không thể suy đoán theo lẽ thường, vẫn nên giữ người lại trước thì hơn. Cứ giữ Dương Bách Xuyên ở lại võ đang một thời gian rồi từ từ làm công tác tư tưởng cũng được. Thiên Tuyệt nhìn hai bức tượng trong đại điện, một bức tượng là tổ sư Gia Tư Không Nguyên, bức tượng còn lại là trưởng giáo lập phái. Trong đầu nảy ra một ý, ông ta vội vàng hô to, sư tổ dừng bước. Khó khăn lắm ngài mới đến một lần, đâu thể chưa uống một ngụm nước đã đi, nếu đồn ra ngoài thì võ đang chúng ta sẽ bị chỉ trích. Tạm gác lại chuyện làm trưởng giáo đã, đằng nào ngài cũng đến điện tổ sư, vậy thì tế bái tổ sư ra nhé. Dương Bách Xuyên nghe Thiên Tuyệt nói vậy thì hơi xấu hổ. Anh quay lại nhìn hai bức tượng, nhìn kỹ thì thấy bức tượng bên trái chính là Tư Không Nguyên. Hồi trước lúc thừa kế ngọc giản của Tư Không Nguyên, anh đã nhìn thấy hình chiếu thần hồn mà ông ấy để lại, cho nên vừa nhìn là nhận ra. Lúc nãy anh chỉ lo giải quyết chuyện Thiên Tuyệt, quên mất nơi này là điện tổ sư của võ đang, không cẩn thận quan sát hai bức tượng. Nhưng Thiên Tuyệt nói cũng đúng, anh nên tế bái. Dù sao kinh nguyên thần của Tư Không Nguyên cũng hỗ trợ anh rất nhiều. Dương Bách Xuyên quay trở lại. Có điều lần tế bái này suýt dọa người võ đang sợ chết khiếp. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không ngờ sau khi mình tế bái hai vị tổ sư của võ đang lại gây ra hậu quả như vậy. Trước đây Dương Bách Xuyên nhận được ba công thức luyện đan của Tư Không Nguyên, tạo nên lợi ích to lớn, chống đỡ cho công ty Vân Kỳ. Nói thật là truyền thừa của Tư Không Nguyên ở luyện khí kỳ đã trợ giúp rất lớn cho anh. Tế bái cũng là việc nên làm. Và lại Tư Không Nguyên đã hóa thành xương trắng, thần hồn tan biến, anh càng nên tế bái. Dương Bách Xuyên gật đầu đi tới, cùng với các đệ tử võ đang được điểm danh bắt đầu tế bái Tư Không Nguyên và trưởng giáo lập phái võ đang. Dương Bách Xuyên vốn định khom người vái, nhưng lại thấy đám Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt quỳ vái. Anh thầm nghĩ nhập gia tùy tục, quỳ vái thì quỳ vái, coi như cảm ơn ân tình truyền thừa của Tư Không Nguyên. Nhưng nào ngờ anh vừa quỳ xuống, còn chưa vái lạy, hai bức tượng tổ sư của võ đang đã phát ra tiếng rắc. Lần này tất cả mọi người đều nghe thấy, ngẩng đầu nhìn bức tượng tổ sư ra và tượng của trưởng giáo lập phái xuất hiện vết nứt. Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt hét lên đầy kinh ngạc, lập tức hiểu ra. Từ xưa có câu có người quỳ, không nhận nổi, tức là người quỳ không phải người tầm thường thì đối tượng nhận quỳ không nhận nổi. Dân gian nói là sẽ giảm thọ. Nhưng ở giới võ cổ rất coi trọng việc này. Chỉ có người mang vận may lớn hoặc là kiếp trước tu hành có lai lịch lớn, khi vái lại ai, đối phương không nhận nổi. Giới võ cổ gọi là dị tượng thiên đạo. Ai ai cũng biết tượng của tổ sư gia là nơi gửi gắm tinh thần chứ không phải người sống, chỉ là một bức tượng mà thôi, người lợi hại đến mấy tế bái cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, nhân vật cấp bậc tổ sư gia là cao nhân chân chính. Vậy mà bây giờ hai bức tượng lại không nhận nổi vái lạy. Chẳng cần nghĩ cũng biết người vái lạy là ai. Ở đây ngoại trừ Dương Bách Xuyên ra, những người khác đều là đệ tử võ đang. Bọn họ thường xuyên đến vái lạy tổ sư ra, không thấy xuất hiện dị tượng thiên đạo. Nhưng hôm nay lại xảy ra, chứng tỏ Dương Bách Xuyên mang vận may lớn, hoặc là kiếp trước anh là nhân vật có lai lịch lớn, hai bức tượng tổ sư ra của võ đang không nhận nổi lễ vái lạy của Dương Bách Xuyên. Thiên Tuyệt vội vàng nói, sư tổ đừng lạy, tổ sư gia không nhận nổi, đừng lạy nữa, đừng lạy nữa. Đùa à, nếu Dương Bách Xuyên dập đầu lạy thì hai bức tượng của võ đang sẽ vỡ luôn đó. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười, mọi người sẽ nói võ đang không cần tổ sư gia nữa. Đây là điều tối kỵ. Dương Bách Xuyên cũng kinh ngạc, chuyện này. Anh hơi lúng túng. Mình chỉ quỳ một chút thôi mà suýt phá hủy tượng tổ sư gia của người ta, ngưỡng chết mất. Tổ sư gia một phái là biểu tượng tinh thần của tông môn, là cốt lõi, là sức mạnh đoàn kết. Đặt mình vào hoàn cảnh này, nếu có người làm vỡ tượng của Vân Thiên Tà thì anh nhất định sẽ nổi điên. Nhưng anh không cố ý.
Dương Bách Xuyên đứng dậy, lúng túng nói, khụ khụ, bức tượng kia không được chắc chắn cho lắm, sau này tôi sẽ khắc tượng bạch ngọc tốt hơn cho các ông. Đám đệ tử võ đang thiên tuyệt, Minh Tuyệt nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, khóe miệng giật liên hồi. Nếu không phải Dương Bách Xuyên cố ý thì đệ tử võ đang trong đại điện sẽ liều mạng với anh. Không chắc chắn, mấy trăm năm chưa từng có một vết nứt, nguyên liệu là bùn đất trăm năm cao cấp trộn thêm nước gạo nếp đặt trong lồng hấp, trải qua 72 công đoạn mới làm thành tượng, sao có thể không chắc chắn. Thiên Tuyệt gào thét trong lòng. May mà chỉ bị nứt thôi, nếu hôm nay tượng tổ sư ra vỡ thành bột bởi lễ quỷ của Dương Bách Xuyên, thì bọn họ chính là tội đồ của võ đang. Không khéo lão quái vật ở cấm địa biết sẽ mở chế độ giết chóc luôn. Khóe miệng dần giật, Thiên Tuyệt cười gượng nói, sư tổ, thời gian không còn sớm, chuyện trưởng giáo để sau bàn lại. Khó khăn lắm ngài mới đến võ đang một lần, ở lại mấy ngày rồi hẵng đi nhé. Dương Bách Xuyên vừa làm nứt tượng tổ sư gia của người ta nên rất áy náy. Thấy Thiên Tuyệt chân thành giữ mình ở lại, anh bèn gật đầu đồng ý, được, tôi sẽ ở lại mấy ngày, khụ khụ. Thiên Tuyệt vui vẻ ra mặt, chỉ cần Dương Bách Xuyên ở lại, bọn họ sẽ nghĩ cách thuyết phục anh làm trưởng giáo võ đang. Có điều Dương Bách Xuyên ở lại điện tổ sư không an toàn. Ông ta vội vàng hô, Bách Sơn mau đưa sư tổ đi nghỉ ngơi, sắp xếp phòng khách tốt nhất, chăm sóc sư tổ thật chu đáo. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ sắp xếp chu toàn. Bách Sơn đứng ra, vội vàng đáp lời. Hắn ta cũng rất vui vì Dương Bách Xuyên ở lại. Dứt lời hắn ta lại nói với Dương Bách Xuyên, mời sư tổ đi theo tôi. Hiện giờ Dương Bách Xuyên không muốn nán lại đại điện cho lúng túng thêm, bèn đi theo Bách Sơn rời khỏi đó. Sau khi ra ngoài đại điện, Dương Bách Xuyên loáng thoáng nghe thấy đám Thiên Tuyệt, Minh Tuyệt hô tổ sư ra trên trời, đệ tử bất hiếu, khiến anh toát mồ hôi, vội vàng bước nhanh hơn. Anh thầm nói trong lòng, ôi chúa ơi, lạ thật đấy, mình chỉ quỳ thôi mà, sao lại làm nứt tượng tổ sư ra của người ta chứ? Lúc này, trong đầu anh thình lình vang lên lời mắng mỏ đầy giận dữ của sư phụ Vân Thiên Tà, ngu ngốc, mất mặt, vi sư mất hết mặt mũi rồi, đầu con toàn bã đậu à. Đừng nói là hai bức tượng, cho dù là người thật cũng bị con quỳ cho hộc máu. Sau này con còn dám quỳ bừa thì vi sư sẽ đánh gãy cái chân chó của con. Nhớ kỹ cho vi sư, trên đời này ngoài quỳ trước ba mẹ ra, đầu gối con luôn phải đứng thẳng. Dùng cái đầu chó của con mà suy nghĩ đi, bây giờ thần hồn của vi sư đang ở trong bình càn khôn, mà bình càn khôn lại ở trên người con. Con quỳ có phải là bắt vi sư quỳ trước con sâu cái kiến ở tục giới không? Trên thế giới này, người khiến đệ tử của Vân Thiên Tà này quỳ gối còn chưa ra đời, lại càng không có tư cách nhận lễ vái của bản tôn. Con phải nhớ kỹ sau này dù là thiên tiên cũng không có tư cách nhận lễ quỳ lạy của con. Thiên tiên cũng không có tư cách. Dương Bách Xuyên nghe mà mơ hồ, bị sư phụ mắng cho một trận rồi chốt lại một câu ngay cả thiên tiên cũng không có tư cách nhận lễ quỳ lạy của mình. Trời má, trên đời này thật sự có thần tiên ư. Hơn nữa, ngay cả thiên tiên cũng không nhận nổi lễ quỳ lạy của mình. Lão già chết tiệt, có phải người chém gió không? Chỉ là vái lạy thôi mà. Vả lại người con vái lạy là Tư Không Nguyên, con còn nhận được lợi ích từ kinh nguyên thần của người ta đấy, có gì to tát đâu. Dương Bách Xuyên không đồng ý. Sau đó, Vân Thiên Tà nổi giận gào lên, chém gió. Con làm vi sư tức chết mất. Hôm nay vi sư sẽ cho con biết thế nào là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn của tu chân giới. Nghe kỹ đây, con là đệ tử cuối cùng của Vân Thiên Tà ta, đừng nói là tu chân giới, cho dù là. Vân Thiên Tà nói đến đây, hình như nhớ đến chuyện gì đó nên dừng lại, sau đó nói tiếp thôi, bây giờ nói cho con những thứ này cũng vô dụng. Tóm lại là con nhớ kỹ cho vi sư, sau này không được quỳ lạy nữa, không thì đừng trách vi sư trừng trị con. Con nhớ chưa? Dương Bách Xuyên cảm nhận được lúc sư phụ Vân Thiên Tà nói xong câu cuối, bình càn khôn trên tay trái đột nhiên nóng lên. Tựa như anh mà nói không thì lão già chết tiệt sẽ dùng bạo lực với anh. Dương Bách Xuyên không dám đánh cược, mặc dù lão già chết tiệt là tàn hồn trong bình càn khôn, chính miệng ông nói không thể ra ngoài, nhưng ai mà biết được ông có nói thật không, dù sao ông cũng rất thần bí và nhiều thủ đoạn. Dương Bách Xuyên cảm thấy nếu mình dám nói một chữ không thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Anh vội vàng lên tiếng, vâng vâng vâng, lão già đừng giận, sau này con sẽ luôn ghi nhớ mình là đệ tử cuối cùng của thập nhị kiếp tán tiên chí tôn Vân Thiên Tà,
tuyệt đối sẽ không quỷ bừa khiến người mất mặt. Sau khi anh nói xong, trong đầu vang lên tiếng hừ lạnh của sư phụ Vân Thiên Tà, nhiệt độ nóng rẫy ở bình càn khôn trên tay trái cũng biến mất. Dương Bách Xuyên biết là sư phụ đã nguôi giận. Anh lén lút nghĩ, ôi mẹ ơi, lão già chết tiệt có cần đến mức ấy không, sao lại để ý lễ quỷ như vậy? Nhất định là có chuyện gì đó. Rất lâu sau này đến tu chân giới, Dương Bách Xuyên mới biết nguyên nhân sư phụ nổi giận vì mình quỳ. Hôm nay sư phụ giận dữ chưa từng thấy, Dương Bách Xuyên không dám chọc giận ông nữa. Anh đi theo Bách Sơn men theo con đường hẹp quanh co lên sườn núi. Dọc đường đi toàn là kiến trúc cổ kính, không biết là niên đại nào mà tràn đầy hơi thở tang thương. Giữa đường họ đi qua một khoảng sân nhỏ, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hô của đám trẻ con. Đánh nó, đánh nó. Tiếng hò hét thu hút sự chú ý của Dương Bách Xuyên, anh ngoảnh đầu nhìn thì thấy 7 đứa trẻ 8-9 tuổi đang đánh một cậu bé. Điều thú vị là cậu bé bị đánh kia không rên một tiếng, rõ ràng là đã chảy máu mũi nhưng cậu bé không khóc, cố gắng tránh chỗ hiểm, thỉnh thoảng tận dụng cơ hội ra tay đánh trả, thường thì có thể đấm một phát hoặc là đạp ngã đối thủ. Đứa trẻ này thú vị thật, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Lúc này, Bách Sơn lên tiếng, đám nhóc này lại bắt nạt Tiểu Lôi hả? 7-8 đứa trẻ vây lại đánh một cậu bé, bọn chúng bị một câu của Bách Sơn dọa cho chạy tán loạn. Chỉ có duy nhất người bị đánh là ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, có lẽ là do bị đánh ác quá nên không đứng dậy nổi. Dương Bách Xuyên hỏi Bách Sơn, đám trẻ này cũng là đệ tử của Võ Đang à? Sư tổ, đám trẻ này đều là cô nhi, thật ra mỗi năm tông môn đều sẽ nhận nuôi một vài đứa trẻ từ cô nhi viện, thứ nhất là xem như làm việc thiện, thứ hai là để chiêu mộ thêm người mới, đương nhiên trong số đó cũng có những đứa trẻ được nhặt về. Đứa nhỏ bị đánh này tên là Viên Tiểu Lôi, lúc xuống núi sư phụ là Trần Phong Tử đã nhặt cậu bé về, nghe nói đêm đó là một đêm mưa to sấm chớp, Tiểu Lôi bị vứt bỏ trong thùng rác, nghe thấy có tiếng khóc nên mới đem về nuôi. Lúc Tiểu Lôi được phát hiện, trên người cậu bé có một tờ giấy nói Tiểu Lôi bị mắc bệnh tiên thiên, có lẽ là do ba mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng nên đã bỏ rơi cậu, trên giấy chỉ viết có vậy, phía dưới ghi một chữ Viên kèm theo 2.000 đồng, bởi vì được nhặt vào một đêm sấm sét. Thế nên lấy tên là Viên Tiểu Lôi. Ở Võ Đang, bệnh tiên thiên của đứa nhỏ này chưa từng tái phát, có thể xem như không khác gì với người bình thường, chỉ là trời sinh tính cách hơi quái dị, không hòa đồng với những đứa trẻ khác, cũng vì bệnh nên dẫn đến cơ thể rất gầy yếu, thường xuyên bị đám trẻ khác bắt nạt, nhưng cậu không bao giờ khóc nháo, cũng không đi cáo trạng. Thật ra, đứa nhỏ Tiểu Lôi này rất thông minh, chỉ trong 3 năm cậu bé đã đọc qua rất nhiều bí điển của Võ Đang. Đọc tới đâu là nhớ tới đó, đáng tiếc, trời sinh cơ thể gầy yếu không thể luyện võ. Sau khi Bách Sơn giải thích xong, ông đi tới đỡ Viên Tiểu Lôi dậy, không sao chứ Tiểu Lôi. Cảm ơn sư thúc quan tâm, con không sao. Viên Tiểu Lôi trả lời một cách rất bình tĩnh, không giống với đứa trẻ 9 tuổi một chút nào. Điều này mang tới cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác, anh cảm thấy đứa nhỏ này giống như một lão già tuổi xế chiều, bởi vì cậu bé nói chuyện rất bình tĩnh. Không sao là tốt, Tiểu Lôi, vị này là sư đệ của trưởng giáo khai sinh ra phái Võ Đang chúng ta, sau này gặp phải gọi là Thái Sư Tổ, biết chưa? Bách Sơn giới thiệu Dương Bách Xuyên với Viên Tiểu Lôi. Bái kiến Thái Sư Tổ. Đợi Bách Sơn nói xong, Viên Tiểu Lôi quỳ xuống hành lễ với Dương Bách Xuyên. Trong mắt của Dương Bách Xuyên, đứa nhỏ này dùng nghi lễ tiêu chuẩn nhất để bái kiến, e là một số lão nhân ở Võ Đang cũng không hành lễ tiêu chuẩn được như cậu ta. Dương Bách Xuyên cảm thấy cực kỳ hứng thú với Viên Tiểu Lôi, anh phất tay một cái, chân khí tản ra đỡ Viên Tiểu Lôi đứng dậy, thuận tiện kiểm tra cơ thể của cậu bé. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên phát hiện trong cơ thể của đứa trẻ này quả thật là tồn tại một tai họa ngầm, máu chảy vào tim chậm hơn người bình thường rất nhiều, kinh mạch cũng rất hẹp và mỏng manh, đây là nguyên nhân sinh bệnh. Sau khi đỡ cậu bé dậy, anh cười hỏi, Tiểu Lôi, lễ nghi này là ai dạy cậu? Thưa Thái Sư Tổ, là sư phụ Trần Phong Tử dạy con cũng đã nhìn thấy ở trên sách, trong lễ nghi của Võ Đang đều có ghi chép. Viên Tiểu Lôi khom người trả lời một cách chậm rãi, dáng vẻ cực kỳ giống người lớn, nhưng trong mắt của Dương Bách Xuyên lại lóe lên một tia khác thường. Nói như vậy, cậu rất hiểu lễ nghi của tông môn Võ Đang. Dương Bách Xuyên hỏi. Lúc này Bách Sơn lại cướp lời, Thái Sư Tổ, đứa nhỏ này ngoại trừ cơ thể trời sinh gầy yếu. Đầu óc thì khỏi phải nói,
cậu ta có thể thuộc lầu lầu đủ các loại sách cổ của võ đang, còn về lễ nghi, mỗi năm tế bái, có không ít trưởng lão quên những khâu tỉ mỉ còn phải tới hỏi cậu bé đó. Bách Sơn cũng nhìn ra, sư tổ Dương Bách Xuyên có hứng thú với đứa trẻ này, nghĩ tới khả năng luyện đan của ngài ấy, nói không chừng còn có đan dược chữa được bệnh tiên thiên cho tiểu lôi, đến lúc đó, đây sẽ là một chuyện cực kỳ tốt đối với cậu bé. Tôi nói này Bách Sơn, ông có thể đừng xen mồm vào được không, ông như vậy thì làm sao tôi nói chuyện với thằng bé được. Dương Bách Xuyên rất không vui khi bị Bách Sơn chen ngang, anh nhìn thấu viên tiểu lôi không phải là một đứa trẻ bình thường nên muốn nói chuyện để tìm hiểu một chút, nhưng Bách Sơn cứ đứng bên cạnh lải nhải khiến người nào đó họ Dương cảm thấy rất ồn ào. Vâng vâng vâng, tôi không nói chen nữa, sư tổ chớ trách. Vẻ mặt Bách Sơn xấu hổ. Ông biết có lẽ Dương Bách Xuyên vẫn còn tức giận vì lúc trước ông đã không nói tình hình thật sự của võ đang. Sau đạo thành Vu Hàm, lúc chia tay thần Long Đàm, Dương Bách Xuyên hỏi ông võ đang có bao nhiêu tiên thiên, khi đó Bách Sơn đã không nói thật, chỉ nói qua loa vì sợ Dương Bách Xuyên sẽ không tới võ đang. Kết quả hôm nay vừa tới thì phát hiện có 28 tiên thiên võ cổ giả, điều này chắc hẳn là khiến lão nhân không vừa lòng. Anh liếc Bách Sơn một cái. Dương Bách Xuyên lại nhìn về phía viên tiểu lôi, mỉm cười hỏi, tôi sẽ ở lại võ đang vài ngày, tôi cũng không biết nhiều về lễ nghi cổ xưa của tông môn, cậu có thể nói một chút cho tôi biết được không? Quả thực Dương Bách Xuyên cũng muốn tìm hiểu về những lễ nghi cổ xưa này, tránh cho về sau lại mất mặt. Khi kiểm tra cơ thể cho viên tiểu lôi, anh phát hiện mặc dù tư chất của cơ thể này rất bình thường, nhưng lực tinh thần của đứa trẻ này lại rất mạnh, mạnh hơn gấp 3 lần so với những đứa trẻ cùng tuổi. Điều này thực sự đã khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ. Hàng ngàn người trong võ đang mời anh làm trưởng giáo chân nhân, nhưng không ngờ, bọn họ mắt mù mới không phát hiện ra có một thiên tài đang núp mình trong võ đang. Nếu như có thể, Dương Bách Xuyên sẽ giúp đỡ viên tiểu lôi, xem như là báo đáp truyền thừa của Tư Không Nguyên, giải quyết vấn đề người kế vị cho võ đang. Đứa bé này, cho dù là tính cách hay sức mạnh tinh thần thì đều rất mạnh, chỉ cần chữa khỏi cơ thể. Truyền dạy kinh nguyên thần, chỉ dẫn thêm cho cậu bé. Với tính cách trầm ổn giống như một người trưởng thành của viên tiểu lôi, đợi sau này trưởng thành, quản lý một tông môn cũng không thành vấn đề, xem như là tìm truyền nhân cho Tư Không Nguyên. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, trọng điểm truyền thừa của Tư Không Nguyên không phải là đan dược mà là sức mạnh tinh thần. Tu đạo coi trọng nhân quả, hoặc là nói thiên đạo tuần hoàn, năm đó tiếp nhận truyền thừa của Tư Không Minh nhận được ơn huệ, đây là nhân. Hôm nay tình gặp được tiểu đạo sĩ viên tiểu lôi của võ đang, đây chính là quả, truyền dạy kinh nguyên thần và kiến thức luyện đan cho viên tiểu lôi, xem như nhân quả tuần hoàn, cũng là chấm dứt nhân quả trong lòng Dương Bách Xuyên. Sau này, anh cũng không cần phải nghĩ tới ân huệ nhận truyền thừa của Tư Không Nguyên, con đường tu đạo đối với anh mà nói, càng về sau thì suy nghĩ sẽ càng thông suốt hơn, còn về đứa nhỏ này, Dương Bách Xuyên vẫn cần phải quan sát thêm rồi mới quyết định, bởi vì anh biết ý nghĩa của kinh nguyên thần. Không thể tùy tiện truyền thụ ra ngoài. Dương Bách Xuyên đã có sư phụ của mình là Vân Thiên Tà, anh không thể bái Tư Không Nguyên làm thầy được, vì thế anh trả lại truyền thừa cho đệ tử của hắn, cũng xem như là một chuyện viên mãn. Nghĩ như vậy, viên tiểu lôi đã nói rõ ràng từng chữ, thưa Thái Sư Tổ, con phải trở về xin ý kiến của sư phụ mới có thể cho ngài một câu trả lời chắc chắn, mong Thái Sư Tổ thông cảm. Ai ya, cái đổ đầu gỗ nhà cậu, còn xin ý kiến cái gì? Nhanh đồng ý đi, Thái Sư Tổ nhìn chúng cậu, với thằng nhóc như cậu là miếng bánh từ trên trời rơi xuống đấy. Hừ. Bạch Sơn còn chưa nói xong đã bị Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, anh lườm ông ta. Bạch Sơn lập tức im miệng, ông quên mất vừa rồi Dương Bách Xuyên đã cảnh cáo không cho ông chen miệng vào, nhưng mà Bạch Sơn thật sự không nhịn được, bởi vì ông biết Dương Bách Xuyên coi trọng viên tiểu lôi, nếu như viên tiểu lôi có thể bái sư. Trở thành đồ đệ của Dương Bách Xuyên thì ôi thôi, đây mới là đại sự võ đang. Bình thường đứa nhỏ viên tiểu lôi này rất thông minh nhanh nhẹn, sao hôm nay tới thời khắc mấu chốt lại làm hỏng chuyện vậy, còn đi xin ý kiến sư phụ cậu ta, một đại danh nhân ở võ đang như sư phụ của cậu ta thì có thể dạy được cái gì. Hơn nữa sức khỏe của viên tiểu lôi trời sinh đã yếu ớt, cũng không luyện được võ công, nhưng Bách Sơn biết Dương Bách Xuyên nhất định sẽ có cách để viên tiểu lôi luyện võ, cho nên ông mới gấp gáp. Nhưng với Dương Bách Xuyên, anh lại đánh giá cao đứa nhỏ này, không hề khó chịu chút nào, viên tiểu lôi có sư phụ, cậu ta xin ý kiến của sư phụ trước khi làm việc, đây là điển hình của tôn sư trọng đạo. Được, tiểu lôi đi xin phép sư phụ của cậu đi,
tôi đợi được. Dương Bách Xuyên cười nói. Lúc này, Bách Sơn ở bên cạnh ba chân bốn cẳng chạy mất, ông vừa chạy vừa nói, Trần Phong Tử ở đỉnh Lạc Nhật, tôi đi tìm anh ta tới đây. Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên, nhưng anh lập tức lắc đầu cười khổ nói, cuối cùng cũng làm đúng một lần. Sau khi Bách Sơn rời đi, Dương Bách Xuyên tiếp tục nói chuyện phiếm với Viên Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, vừa rồi bọn họ đánh cậu gãy cả mũi, vì sao cậu không khóc, đi tìm sư phụ tới đây trừng trị bọn họ. Lẽ nào cậu không đau sao? Dương Bách Xuyên hỏi một vấn đề theo quan điểm của một đứa trẻ. Nhưng câu trả lời của Viên Tiểu Lôi lại khiến anh không thể xem cậu như một đứa trẻ được nữa. Khóc thì có tác dụng gì, nên đánh thì tiếp tục đánh, bọn họ sẽ không dừng tay, nếu như con khóc hoặc là tìm sư phụ mách tội, lần sau bọn chúng sẽ đánh con càng nặng hơn, con và sư phụ đều không được xem trọng ở võ đang, cho dù tìm sư phụ tới thì cũng vô dụng. Mấy đứa trẻ đánh con vừa rồi, sư phụ của bọn chúng đều là tiên thiên võ cổ giả, còn sư phụ con là ám kình, cũng là trò cười của cả cái võ đang này. Sư phụ con và Thiên Tuyệt, Minh Tuyệt sư bá là người cùng thế hệ, nhưng tu vi lại khác nhau một trời một vực. Minh Tuyệt sư bá được xưng là đệ nhị cao thủ của võ đang, Thiên Tuyệt sư bá còn là đệ nhất cao thủ. Sư phụ con bây giờ mới là đỉnh tầng 9 ám kình, ông ấy thường xuyên bị đồng môn chế giễu là hai, dù sao thì cũng không phải lời gì tốt đẹp cả. Con có bệnh tiên thiên không thể luyện võ, càng bị gọi là đồ bỏ đi của võ đang, trong thế giới võ cổ giả, không có thực lực, không có võ công thì bị người ta đánh cũng là chuyện bình thường, con hiểu mà. Sau khi Viên Tiểu Lôi nói xong, Dương Bách Xuyên càng khiếp sợ hơn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đây là một đứa trẻ 9 tuổi, Dương Bách Xuyên còn cho rằng cậu ta là một lão quái vật. Đặc biệt nhìn thấu rõ mọi thứ, trực tiếp đi thẳng vào bản chất. Đây là lão quái vật hay là đứa trẻ vậy? Tiểu Lôi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Mặc dù vừa rồi Bách Sơn đã nói Viên Tiểu Lôi 9 tuổi, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không nhịn được mà hỏi lại. Đâu còn cách nào khác, đứa trẻ này nói chuyện đừng nói là không giống 9 tuổi, cho dù là 19 tuổi thì cũng chưa chắc có thể nói ra được những lời giống như vậy. Thưa Thái Sư Tổ, con 9 tuổi rưỡi. Viên Tiểu Lôi bình tĩnh trả lời. Lần này... Dương Bách Xuyên mới thật sự là thay đổi cách nhìn, đột nhiên anh nhớ ra thần thoại tu chân có một đoạn ghi chép về một trích tiên đã đầu thai trong thân xác khác, tu luyện lại từ đầu. Lẽ nào tên nhóc này là trích tiên đầu thai sao? Dương Bách Xuyên thầm nghĩ. Ngay sau đó, tận đáy lòng anh đang kêu gào hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, sư phụ, người xem đứa nhỏ này có phải trích tiên đầu thai không? Không phải, Vân Thiên Tà trả lời dứt khoát. Không phải trích tiên chuyển thế. Vậy sao cậu ta mới 9 tuổi đã có tư duy rõ ràng thấu đáo như vậy được? Hơn nữa sức mạnh tinh thần của cậu ta cũng cao gấp 3 lần so với đứa trẻ bình thường, chuyện này nên giải thích thế nào? Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ mình. Có gì đâu mà khó hiểu, thế giới rộng lớn vượt xa sức tưởng tượng của con, ở tu chân giới, một đứa trẻ 8-9 tuổi luyện được kim đan có cả khối người, đứa trẻ trước mặt con, nếu đặt ở trong thế giới của con mà nói thì quả thật là có chút đặc biệt. Nhưng nếu ở tu chân giới có lẽ tương lai phía trước sẽ không tệ. Còn về trích tiên chuyển kiếp, 3, 6, 9 tuổi là có thể nhớ lại kiếp trước rồi, nếu như là trích tiên thì sao cậu bé vẫn còn bị bệnh tật dây dưa? Cơ thể yếu ớt như vậy. Có điều sức mạnh tinh thần của đứa trẻ này rất mạnh, có thể gọi là thiên tài, cái gì, người muốn đào góc tường nhà người ta? Sư phụ Vân Thiên Tà trực tiếp hỏi. Dương Bách Xuyên bị sư phụ mình nhìn thấu tâm tư. Anh xấu hổ ho khan vài tiếng, nhưng ngẫm lại góc tường này cũng không thể đào, bởi vì anh đã nghĩ phải trả ơn truyền thừa của Tư Không Nguyên, Viên Tiểu Lôi ở lại võ đang chính là kết quả tốt nhất. Lão già chết tiệt, con là người như vậy sao? Người nào đó ngoài miệng thì phản bác. Ha ha, Vân Thiên Tà hừ lạnh không thèm trả lời. Dương Bách Xuyên bị sư phụ mình khinh bỉ, anh hơi muốn chửi thề. Lúc này, phía xa có hai bóng dáng đang nhanh chóng đi tới. Đích thị là Bách Sơn và một gã trông có vẻ rất giống đạo sĩ, mới nhìn Dương Bách Xuyên còn tưởng anh em của tử tiên lão đầu. Bởi vì cách ăn mặc của lão đạo sĩ đi phía sau Bách Sơn rất giống với lần đầu tiên mà anh gặp tử tiên lão đầu. Tóm gọn bằng 4 chữ bẩn loạn lôi thôi. Tu vi ở đỉnh tầng 9 ám kình. Không cần hỏi cũng biết đây là sư phụ Viên Tiểu Lôi Trần Phong Tử. Theo lời Viên Tiểu Lôi nói, sư phụ của cậu ta cùng thế hệ với Thiên Tuyệt. Minh Tuyệt nhưng tu vi của bọn họ đã đạt tới thiên thiên tầng 6,
tầng 7, mà Trần Phong Tử vẫn là đỉnh tầng 9 ám kình, ngay cả tiên thiên cũng chưa tới. Chẳng trách Võ Tiểu Lôi nói sư phụ cậu ta là trò cười của cả võ đang. Tu vi này quả thật là quá kém. Theo bản năng, Dương Bách Xuyên dùng linh thức thăm dò tình trạng tu luyện của Trần Phong Tử, ánh mắt anh lập tức sáng lên, nói thầm, đúng là một đôi sư đồ thú vị đồ đệ không giống người cùng tuổi, sư phụ có thứ gì đó trong người. Trong lúc Dương Bách Xuyên dùng linh thức để quan sát, anh phát hiện chân nguyên trong cơ thể Trần Phong Tử vô cùng khổng lồ, gần như có thể so sánh với tiên thiên tầng 6. Cơ thể này phải chứa tới bao nhiêu chân nguyên? Quan trọng nhất là chân nguyên trong người ông ta có thể so với tiểu thiên tầng 6, không những không bị nổ tung mà còn sống khỏe mạnh, đúng là kỳ lạ. Vậy nên Dương Bách Xuyên mới nói đây là một đôi sư đồ thú vị. Cho dù là tu chân hay là võ cổ giả thì đều có một quy tắc cơ bản, cơ thể thu nạp chân khí hoặc chân nguyên là có lớn có nhỏ, đây là quy luật không thể thay đổi. Giống như lúc Dương Bách Xuyên luyện khí kỳ, lượng chân khí được lưu trữ trong cơ thể anh là một cái chén nhỏ, hiện tại sau khi đạt tới trúc cơ thì đã thăng cấp thành thùng nước, điều kiện đầu tiên để đột phá cảnh giới chính là mở rộng vật chứa chân khí, khi đó tu vi tự nhiên cũng sẽ đột phá. Nhưng mà hiện tại, tình huống trong cơ thể Trần Phong Tử đã phá vỡ đi định luật này. Nếu như bây giờ anh ta đột phá, Dương Bách Xuyên tin rằng Trần Phong Tử có thể một bước lên trời, ít nhất cũng trở thành tiên thiên tầng 5. Thậm chí tầng 6 cũng không phải là không thể. Rốt cuộc anh ta làm thế nào vậy? Dương Bách Xuyên rất tò mò Trần Phong Tử có thể tích trữ một lượng linh khí khổng lồ trong cơ thể mà không bị nổ tung. Với lượng linh khí khổng lồ như vậy ở trong cơ thể, nếu như dùng vào chiến đấu, cùng một cảnh giới với nhau, chỉ cần riêng lượng chân khí này là có thể tiêu diệt đối thủ. Dương Bách Xuyên cho rằng, nếu như anh có thể nắm giữ càng nhiều phương pháp tích trữ chân khí, vậy thì thời gian bay của anh có thể kéo dài hơn rất nhiều. Ngự phong phi hành dựa vào chân khí khổng lồ để chống đỡ, chân khí hiện tại trong cơ thể anh chỉ phi hành được 10 phút, sau đó chân khí trong cơ thể sẽ cạn kiệt. Nếu như có phương pháp đặc biệt có thể tích trữ chân khí trong cơ thể, chẳng phải thời gian bay sẽ được kéo dài hay sao? Đây là một lợi thế rất lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Dương Bách Xuyên bắt đầu lóe lên, trong lòng anh đã nhận định Trần Phong Tử là người tài giỏi, đâu phải là phế vật như Viên Tiểu Lôi nói. Rõ ràng là châu bò có được không? Trong lúc Dương Bách Xuyên đang tràn ngập ảo tưởng, Bách Sơn đã nói, sư tổ, vị này chính là Trần Phong Tử, sư phụ của Viên Tiểu Lôi. Trần Phong Tử bái kiến sư tổ, vừa lên tiếng đã nồng nặc mùi rượu, suýt chút nữa đã hôn chết Dương Bách Xuyên. Không cần đa lễ, Trần Phong đạo trưởng, tôi có một chuyện không hiểu, không biết anh có thể giải thích được không? Dương Bách Xuyên vì để lấy được phương pháp tích trữ chân khí của Trần Phong Tử, anh liều mạng, chịu đựng mùi rượu để hỏi. Người này đơn giản chính là tử tiên lão đầu thứ hai, mùi rượu trên người này giống hệt với ông ta. Quẹ Trần Phong Tử miệng đầy mùi rượu, khoát tay nói, sư tổ yên tâm, mấy ngày này Tiểu Lôi sẽ đi theo người hầu hạ, nếu như sư tổ không ghét bỏ thì có thể nhận Tiểu Lôi làm đệ tử, dù sao thì anh cũng mạnh hơn một lão phế vật như tôi. Dứt lời, Trần Phong Tử trông như sắp nôn. Mặc dù anh ta có thể nói năng rõ ràng nhưng nhìn sâu vào ánh mắt đó thì biết, anh ta sắp bất tỉnh rồi. Dương Bách Xuyên nghe Trương Phong Tử nói như vậy liền biết anh ta hiểu nhầm rồi, anh vội vàng nói, không không không, tôi không có ý cướp đồ đệ của anh, để Tiểu Lôi theo chỉ vì muốn nói chuyện với đứa nhỏ, chuyện này lát nữa sẽ nói sau, tôi muốn hỏi tại sao trong cơ thể anh lại tích trữ được lượng chân nguyên khổng lồ như vậy. Hoặc là nói anh đã làm như thế nào. Khi Dương Bách Xuyên hỏi ra câu cuối cùng, vẻ mặt của Trần Phong Tử thoáng trầm xuống, như thể là đã tỉnh rượu, bởi vì vấn đề trong cơ thể mà anh trở thành trò cười của cả võ đang, bản thân anh cũng cam chịu, vì nguyên nhân này mà tu vi cũng chứng lại 60 năm. Bạn cùng thế hệ đều đã là tiên thiên, hơn nữa ít nhất cũng đã đạt tới tiên thiên tầng 3, còn anh thì chứng lại 60 năm. Vì vậy mấy năm nay, tính tình của anh cũng thay đổi rất nhiều, tự sa ngã. Nhưng mỗi khi có người nhắc tới tình trạng cơ thể của mình, anh nhất định sẽ trở mặt. Hôm nay Dương Bách Xuyên tới võ đang, anh trốn ở sau núi uống rượu không tới tham gia, không biết được thủ đoạn của Dương Bách Xuyên nên cũng không sợ hãi. Mặc dù trên đường tới đây, Bách Sơn đã nói Dương Bách Xuyên là sư đệ của trưởng giáo, là sư tổ của võ đang, nhưng đối với một người tính cách thay đổi lớn như Trần Phong Tử thì cũng chưa chắc đã có tác dụng.
Nhắc tới chuyện này chính là đang bóc trần vết sẹo khiến anh như một trò cười của Trần Phong Tử. Ngay tức khắc, anh âm trầm nói, sư tổ đang chê cười lão đạo sao? Dương Bách Xuyên không hiểu, chuyện gì thế này? Anh cười anh ta làm gì? Bách Sơn phản ứng kịp, ông vội vàng giải thích tình huống của Trần Phong Tử cho Dương Bách Xuyên nghe, ông sợ Dương Bách Xuyên tức giận, hoặc là Dương Bách Xuyên sẽ chọc tức Trần Phong Tử, hai người không nên đánh nhau. Nghe xong lời Bách Sơn nói, Dương Bách Xuyên chợt bừng tỉnh, anh nhìn Trần Phong Tử với vẻ mặt đầy quái dị. Theo như Bách Sơn kể, khi còn trẻ Trần Phong Tử cũng là thiên tài có thiên phú rất cao của võ đang, thậm chí còn giỏi hơn cả Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt, được xưng là thiên tài trăm năm có một. Vậy nên Trần Phong Tử cũng hết sức kiêu ngạo, nói cách khác chính là bành trướng, anh ta muốn học theo những tiền bối, tự mình sáng tạo ra công pháp tu luyện. Khi đó có rất nhiều người tin tưởng, bởi vì năm ấy trên người Trần Phong Tử có quá nhiều hào quang. Kết quả thì sao? Anh ta thật sự đã sáng lập ra một công pháp tu luyện, khi đạt tới ám kình, Trần Phong Tử đã chuyển hóa nội lực trong cơ thể thành chân nguyên, nhưng về sau việc tu luyện cũng mãi mãi dừng lại ở bước này. Cũng không biết, anh ta tu luyện thế nào để dự trữ toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, càng ngày càng nhiều, nhưng lại không bị nổ chết, sau đó tu vi của anh ta cũng không tăng lên, chững lại trong suốt 60 năm trời. Trần Phong Tử từ một thiên tài biến thành trò cười của võ đang. Mắt thấy bạn cùng thế hệ mình đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, còn cảnh giới của anh thì lại không hề có dấu hiệu đột phá, ngược lại thì chân nguyên tích trữ trong cơ thể càng ngày càng nhiều, cuối cùng thì Trần Phong Tử cũng từ bỏ, suốt ngày uống rượu để vơi đi nỗi buồn. Dương Bách Xuyên đã xem qua tình trạng cơ thể của Trần Phong Tử, thật ra đối với anh mà nói, giải quyết chuyện này chỉ cần một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng trước tiên anh phải biết Trần Phong Tử làm thế nào để tích trữ chân nguyên. Đây mới là điều Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú. Ngẫm lại anh cũng có thể hiểu được cảm giác của Trần Phong Tử, từ một thiên tài rớt xuống trò cười, quả thật là không ai có thể chấp nhận nổi, anh ta sa đọa cũng không có gì lạ cả. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên cười híp mắt nhìn Trần Phong Tử, đừng hiểu nhầm tôi không có ý chê cười anh, tôi chỉ muốn biết lý do vì sao anh có thể tích trữ chân nguyên trong cơ thể mình, lại không bị nổ tung mà chết, chỉ cần anh nói cho tôi. Hôm nay tôi có thể giúp anh đột phá tu vi, một bước lên trời. Lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện, khuôn mặt của anh rất tự phụ, anh tưởng rằng Trần Phong Tử nghe được những gì anh nói thì sẽ rất kích động, sau đó cầu xin anh phương pháp để đột phá. Ai ngờ Trần Phong Tử lại trưng ra biểu tình lạnh lùng, anh ta nói, trò đùa này không vui chút nào. Xem ra, Trần Phong Tử thấy những gì Dương Bách Xuyên nói là vô nghĩa. Anh ta đã chạy vạy khắp mọi nơi cũng chẳng tìm ra một biện pháp khả thi nào, vậy mà bây giờ Dương Bách Xuyên chỉ là một tu chân giả tiên thiên tầng một lại nói anh có biện pháp. Đây không phải đang chê bai anh ta hay sao? Trần Phong Tử càng thêm tức giận. Dương Bách Xuyên không biết trả lời làm sao cho phải. Anh cũng không phải đang nói đùa với anh ta. Có thể nhận thấy rõ ràng, Trần Phong Tử không tin anh. Dương Bách Xuyên biết rằng, việc đầu tiên mà anh cần phải làm bây giờ là phải làm sao cho Trần Phong Tử tin anh, và để thuyết phục được anh ta tin mình thì chỉ có một cách, đó là chỉ ra điểm yếu bên trong cơ thể của anh ta. Nhìn khuôn mặt âm trầm của Trần Phong Tử, Dương Bách Xuyên chuẩn bị nói cho anh ta biết nếu không phải là sợ vị này tức giận nổi bão, lại phá hết mọi thứ đi. Đệ tử phá võ đang tôn kính chỉnh mình, không thể chắc chắn được là Trần Phong Tử sẽ mua nó. Ngay khi mà Dương Bách Xuyên chuẩn bị nói chuyện, thì Trần Phong Tử đã nói trước, tên nhóc này tôi kính trọng cậu, gọi cậu một tiếng sư tổ, nhưng cậu lại làm cho tôi chẳng thể nào tin tưởng cậu được một chút nào. Dương Bách Xuyên thiếu điều bị chọc tức đến bật cười, trong lời nói của lão già này, giống như nói chuyện với đồ cổ vậy. Ý bảo là để tôi chết cho ông xem hả? Chết cho ông xem hả? Dương Bách Xuyên vì ông lão Trần Phong Tử này mà đau đầu. Nhưng trên thực tế, tất cả những người ở phái võ đang đều khiến anh đau đầu. Tự mình nén giận để không phải mắng Trần Phong Tử, Thiên Tuyệt Lão Đại và Minh Tuyệt Lão Đại cũng không còn gì để bàn cãi nữa. Hơn nữa, Thiên Tuyệt Lão Đại và Minh Nguyệt Lão Đại, hai vị lão đại của phái võ đang đều rất nghiêm khắc, khiến cho đệ tử trong môn phái đối với Trần Phong Tử cũng phải nhường nhịn. Nguyên do là bởi vì, Trần Phong Tử là người cùng thế hệ đối với Thiên Tuyệt Lão Đại và Minh Nguyệt Lão Đại. Tuy rằng không phải là huynh đệ cùng một sư phụ, nhưng mà sư phụ của sư phụ bọn họ là một người. Thứ hai,
Sư phụ của Trần Phong Tử là một người rất mạnh mẽ, cũng là người bảo hộ cấm địa võ đang, là người duy nhất có thể liên hệ được với thế giới bên ngoài. Sau khi đi vào cấm địa võ đang, không ai có thể truyền tin ra, chỉ có người bảo hộ cấm địa mới có thể liên hệ được với bên ngoài. Nói cách khác, người bảo hộ cấm địa không có chân chính tiến vào bên trong cấm địa, mà bảo hộ phía bên ngoài của vào cấm địa. Cho nên mọi người không ai dám trêu chọc cũng như phải nhẫn nhịn Trần Phong Tử, bởi vì phía sau của người ta mạnh. Cơ bản là đều ở phía sau nói ra nói vào hai thầy trò Trần Phong Tử và Viên Tiểu Lôi mà thôi. Mọi người đều cam chịu tính khí thất thường của Trần Phong Tử, ai cũng thấu hiểu, dần dà lâu ngày khiến cho anh ta trở thành bộ dáng lưu manh, mọi người không ai dám đứng ra chịu mũi xào trêu chọc anh ta. Tuy vậy, hôm nay người gặp anh ta lại là Dương Bách Xuyên, Bách Sơn cũng không muốn Trần Phong Tử và Dương Bách Xuyên có chuyện gì, sau đó bị Dương Bách Xuyên đập chết. Vậy nên hắn ta vội vàng nói với Dương Bách Xuyên, Phong Tử sư thúc, sư tổ có lòng tốt, ngài không nên nói như vậy. Đi ngay, cậu cũng không phải thứ gì tốt, sư phụ của cậu, Minh Tuyệt lão đại cũng là kẻ nhỏ nhen, dạy dỗ cậu cũng không phải loại tốt lành gì cho cam. Trần Phong Tử không nhận người quen, vậy nên mở miệng ra là mắng Bách Sơn. Bách Sơn tức giận đến mức râu cũng vểnh lên, nếu không phải bối phận của Trần Phong Tử và sư phụ của hắn ta ngang nhau, thiếu điều hắn ta muốn đập chết lão già này. Dương Bách Xuyên thiếu chút nữa là cười phì ra tiếng, thật ra anh cũng không tức giận. Mà thật ra anh đã nhận ra rằng, thật ra Trần Phong Tử đã mất đi sơ tâm mà mình đã bỏ ra để tu luyện, vậy nên mới có hành động như vậy. Giờ là lúc khai thông tư tưởng cho ông lão Trần Phong Tử này nào. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm cổ vũ. Thấy Bách Sơn và Trần Phong Tử sắp sửa đánh nhau, Dương Bách Xuyên giả vờ ho khụ khụ hai tiếng, rồi anh nhìn Trần Phong Tử nói, Trần Phong Tử nghe cho kỹ đây, anh không thể đột phá bởi vì trong cơ thể anh 7 nhánh kinh mạch đã tắc rồi. Nếu đả thông được 7 nhánh kinh mạch này, đều có thể đột phá tiên thiên, từ đó một bước lên mây. Nói nhăng nói cuội, kinh mạch trong cơ thể tôi tự hiểu rõ, làm sao mà cậu nói tắc là tắc được. Trần Phong Tử trừng mắt nói. Dương Bách Xuyên lắc đầu cười nói, tôi biết anh sẽ nói như vậy, thứ mà tôi đang đề cập đến chính là 7 mạch ẩn, thân thể con người là cả một kho tàng lớn, anh có tự tin cho rằng bản thân mình sẽ hiểu hết mọi thứ chứ? Dạo gần đây có phải từ giờ tí vào buổi tối, anh thường xuyên cảm thấy bụng, lưng, đầu đều chướng đau, mặc dù không làm gì nhưng vẫn thấy rất khó chịu. Vừa nói xong, Trần Phong Tử sắc mặt thay đổi, trở nên nghiêm trọng hơn, những gì Dương Bách Xuyên nói đều đúng hết, từ khi tu vi của anh ta trì trệ không tiến thêm, chính sách cứ cách 7 ngày, vào giờ tí buổi tối sẽ chướng đau, làm anh ta khó chịu không thôi. Nhìn thấy sắc mặt của Trần Phong Tử thay đổi. Dương Bách Xuyên biết rằng bản thân anh đã nói đúng rồi, ý cười trên mặt anh càng sâu, anh không phải là nói hưu nói vượt. Sư phụ truyền dạy lại cho anh điển tịch y thuật, dùng linh thức ở hai mắt xem qua bệnh cho Trần Phong Tử có thể nhìn ra tình huống của anh ta, biết trong cơ thể anh ta 7 kinh mạch ẩn đều đang bị tắc, nếu không phải người am hiểu y thuật, thì không thể dễ dàng nhận biết được, trùng hợp là lúc này Dương Bách Xuyên vẫn có thể nhìn ra được 7 kinh mạch ẩn giấu đang được che chắn cẩn thận kia. Rất nhiều người ở đời không thể khai thông được những mạch ẩn trong cơ thể, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng với trường hợp của Trần Phong Tử mà chứa đựng chân khí chưa nổ tan xác mà chết, là do anh ta đánh bậy đánh bạ trong lúc tu luyện đã mở ra được 7 ẩn mạch này, nhưng lại do chính anh ta không biết được chuyện này, cho nên không thể đả thông được chúng nó, đây là nguyên nhân chính khiến cho tu vi của anh ta trì trệ không chịu tiến lên. Sư tổ, những gì ngài nói, là thật sao? Trần Phong Tử bị Dương Bách Xuyên thuyết phục. Nhìn ra được tình huống thực tế của cơ thể, bất chi bất giác mà thay đổi cách xưng hô với anh, từ đối đãi với một người nhỏ hơn trở thành là sư tổ. Dương Bách Xuyên ha hả cười nói, anh có thể không tin tôi có thể giải quyết được tình trạng trong cơ thể của anh, vậy thì anh có thể thử bước vào cảnh giới tiên thiên xem thế nào. Trần Phong Tử nhìn thấy được đôi mắt ánh lên sự tự tin tràn đầy của Dương Bách Xuyên, anh ta có cảm giác như Dương Bách Xuyên không lừa đối mình, lẽ nào có hy vọng để chữa được. Nghĩ đến đây, Trần Phong Tử đều run rẩy cả người, anh ta cam chịu 60 năm, mấy năm nay có biện pháp gì cũng đều thử qua, nhưng cuối cùng đều không được, mà càng tu luyện, chân khí tích tụ trong người anh ta càng lớn, anh ta sợ một ngày nào đó, anh ta sẽ nổ tan xác mà chết, vậy nên anh ta đã không còn muốn tiếp tục tu luyện nữa. Ngay lúc Trần Phong Tử còn đang bán tín bán nghi, Viên Tiểu Lôi đứng một bên bỗng dưng nói, sư phụ,
người tin vào Thái Sư Tổ đi, con có thể cảm nhận được tinh thần lực ở trên người Thái Sư Tổ rất mạnh mẽ, giống như sông như biển. Đồ đệ Viên Tiểu Lôi nói một câu khiến cho Trần Phong Tử lại run rẩy không ngừng, anh ta đối với đồ đệ nhặt được này đều biết rõ, vị đồ đệ này trời sinh tinh thần lực khác thường, đứa nhỏ này bị bệnh tật ở tiên thiên hạn chế nên không thể luyện võ, nếu không võ đang đã có một thiên tài, nó đã xem qua một vạn cuốn sách ở tàng thư võ đang, có những chuyện nó biết rõ chuyện mà người khác còn chưa biết. Nếu đồ đệ anh ta đã nói như vậy, thì thật sự Dương Bách Xuyên đã có biện pháp, có thể giúp cho anh ta bước vào tiên thiên. Nghĩ đến đây, vẻ mặt hưng phấn của Trần Phong Tử đỏ lên, thân thể run rẩy không ngừng chợt quỳ trên mặt đất, hành lễ bái lại Dương Bách Xuyên, sư tổ, cầu ngài dạy cho tôi, chỉ cần có thể đột phá, Trần Phong Tử nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Tôi không cần anh làm trâu làm ngựa, chỉ cần anh nói cho tôi biết làm cách nào mà anh có thể chứa đựng được chân nguyên trong cơ thể mà không bị nổ tan xác, sau đó tôi sẽ giúp đỡ anh bước vào cảnh giới tiên thiên. Dương Bách Xuyên tủm tỉm cười nói. Đối với anh mà nói, trợ giúp Trần Phong Tử đã thông bảy kinh mạch ẩn chỉ là chuyện nhỏ bé, nhưng có thể từ chính miệng của anh ta, lấy được phương pháp có thể chứa đựng được chân nguyên trong cơ thể, kéo dài thời gian tu hành, cuộc trao đổi này có lời. Trần Phong Tử sửng sốt hỏi, đơn giản như vậy sao? Đơn giản như vậy đó. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói. Được. Thật ra việc này ở võ đang không phải là bí mật gì to tát, rất nhiều người đều biết đến nó, nhưng sợ lúc tu luyện xảy ra vấn đề, không ai chịu thử. Dù sao việc này cũng rất nguy hiểm, tôi chỉ nói qua như vậy, sư tổ ngài nên cân nhắc cẩn thận để tránh lúc tu luyện xảy ra sự cố. Trần Phong Tử lúc này mới thật tâm nhắc nhở Dương Bách Xuyên, trong mắt đều tràn đầy vẻ chân thành. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy rằng, anh ta đang say rượu hoặc là giả say không muốn bản thân tỉnh táo, vì tỉnh rồi sẽ làm bản thân thêm buồn khổ. Nhưng mà lúc này, chuyện buồn khổ tra tấn anh ta đã có chuyển biến tốt đẹp, vậy nên anh ta không cần mê man như vậy nữa. Anh cứ nói hết đi, chuyện gì tôi cũng có chừng mực. Dương Bách Xuyên nói. Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần trong cơ thể vận chuyển chân nguyên qua những khiếu huyệt quan trọng, nhưng phải đảo ngược lại công pháp, chi tiết một chút. Thì có thể đem chân nguyên chưa sở trong những khiếu huyệt quan trọng, Trần Phong Tử giải thích chi tiết cho Dương Bách Xuyên. Anh nghe được những gì mà anh ta nói, mồ hôi lạnh túa ra, nghịch chuyển công pháp. Còn là nghịch chuyển trên những khiếu huyệt quan trọng của cơ thể. Chuyện này sao với chết có gì khác nhau? Trách không được cả phái võ đang không ai muốn nếm thử, chuyện tu luyện mà giống như đi tự sát như vậy, trừ khi là người đầu đàn can đảm mới dám nếm thử, hoặc chính là một tên điên mới dám. Không nghi ngờ gì nữa, Trần Phong Tử là một kẻ điên đúng nghĩa. Nghe xong Trần Phong Tử nói, Dương Bách Xuyên chỉ nghĩ đến một câu, thiên tài thường là kẻ điên thường cũng là thiên tài. Chỉ có thể nói, Trần Phong Tử là kẻ điên, và cũng là thiên tài hoàn mỹ. Dám nghịch chuyển công pháo ở những khiếu huyệt quan trọng, chuyện này e rằng đối với người bình thường chẳng ai dám. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng kinh ngạc ở trong lòng. Có thể tích trữ được chân nguyên tại những khiếu huyệt quan trọng này bằng cách nghịch chuyển công pháp. Điều này nghe giống như tự sát vậy. Nhưng mà Trần Phong Tử như một ví dụ ở trước mắt, anh ta không có lý do gì để lừa mình cả. Dương Bách Xuyên ngẫm lại rồi nói, anh không ngại để tôi tự mình xem xét tình huống bên trong cơ thể anh chứ. Dương Bách Xuyên lo lắng, vẫn nên xem xét kỹ một chút mới yên tâm được, phương pháp mà Trần Phong Tử nói ra nghĩ thế nào cũng không đơn giản. Sư tổ, ngài cứ việc xem xét thoải mái, ta cũng không có gì để nói dối cả, phương pháp này cần phải có dũng khí, nếu nghịch chuyển thất bại chắc chắn sẽ chết, vậy nên rất ít người dám thử, sự thật chứng minh, cũng không bằng tự mình cảm nhận mới biết được. Trần Phong Tử buồn bực nói. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng không còn khách khí nữa, dùng chân khí xem xét cơ thể Trần Phong Tử. Sau khi cẩn thận xem xét cơ thể của Trần Phong Tử bằng chân khí, Dương Bách Xuyên cũng dám khẳng định. Chân khí anh ta chứa đựng ở những khiếu huyệt quan trọng, anh ta không nói dối. Ở trong cơ thể của Trần Phong Tử, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra rằng trong cơ thể anh cũng có 7 điểm mấu chốt của 7 khiếu huyệt quan trọng, nói cách khác đều có một điểm đánh dấu những mạch bị ẩn đi này. Căn cứ vào những điển tích y thuật đã để lại, cơ thể con người sẽ có 9 mạch ẩn, cũng có 9 điểm mấu chốt, cũng không biết làm cách nào để mở ra cả 9 điểm này, và khi mở hết được ra sẽ có tác dụng gì. Chính Dương Bách Xuyên cũng không rõ,
anh chỉ là nhìn theo những gì điển tích ghi chép lại, thì cũng chỉ dùng để chữa bệnh mà thôi. Nhưng mà anh không biết những mạch ẩn có tác dụng gì đối với việc tu luyện. Hôm nay nếu không nhìn được cơ thể của Trần Phong Tử, ai mà biết được rằng những khiếu huyệt quan trọng có thể chứa đựng được chân nguyên, và lại còn có những kinh mạch ẩn, chắc chắn sẽ có mối liên hệ gì đó giữa hai điểm này. Giống như những gì anh đã nói với Trần Phong Tử, thân thể con người là cả một kho tàng, sự tồn tại của những kinh mạch ẩn có lợi ích gì cho việc tu luyện, cũng không biết tác dụng như này sẽ đem đến kết quả gì. Có thể không chỉ có Trần Phong Tử phát hiện tác dụng của việc tích trữ chân nguyên, mà là sự đột phá quan trọng của những người tu luyện ở đây. Dương Bách Xuyên ngẫm lại, sau đó anh hỏi Vân Thiên Tà ở trong đầu, sư phụ, người ra đây nhìn một lát đi. Đừng lộn xộn, trước kia ở tu chân giới, vi sư đã gặp qua dạng tu luyện kinh mạch ẩn như thế này, cũng xác nhận là sau khi thành công cũng có chút tác dụng, nhưng mà có cũng tác dụng phụ đi kèm, con đường tu luyện này không phải là con đường chính thống. Ai mà biết được sau này kinh mạch ẩn sẽ tu luyện thành bộ dáng như thế nào. Còn về phần những khiếu huyệt quan trọng và công pháp nghịch chuyển ta cũng có ghi lại, nhưng tỷ lệ nguy hiểm rất lớn, vi sư đề nghị con không nên thử, việc này cơ bản chính là đầu cơ trục lợi, quả thật việc tích trữ chân khí ở trong người sẽ chiếm ưu thế, nhưng ai biết được mặt trái của nó sẽ như thế nào, tiểu tử, con đừng có làm sằng bậy. Vân Thiên Tà hiển nhiên đã biết được tình huống của Trần Phong Tử và ý tưởng của Dương Bách Xuyên, sau đó cùng với anh thảo luận. Dương Bách Xuyên ngẫm lại, việc bản thân tu chân đã là nghịch thiên chuyển mệnh, tràn ngập nguy cơ, công pháp nghịch chuyển được mọi người công nhận là tối kỵ. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, trải qua bao nhiêu năm, Trần Phong Tử cũng đã tu luyện phương pháp này cũng chưa chết, nhưng chỉ đạt tu vi ở tạp cảnh giới, điều này chứng tỏ phương pháp này ở trong thời gian ngắn là không dễ đi. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng cho rằng, tu luyện hay không thì cũng là sau này, bây giờ cứ nhớ kỹ, chỉ sợ sau này lỡ có gì nguy hiểm có thể dùng khẩn cấp. Sau đó Dương Bách Xuyên cùng với Trần Phong Tử thảo luận một ít điều, ghi nhớ chi tiết từng điều vào trong lòng, chuẩn bị đem về lưu trữ thành tài liệu rồi chậm rãi nghiên cứu. Sau khi trao đổi xong, nhìn Trần Phong Tử còn đang chờ đợi, Dương Bách Xuyên nói, được rồi, tôi nên thực hiện lời hứa hẹn của bản thân thôi. Giúp anh đột phá bước vào tiên thiên, quá trình ắt sẽ rất đau đớn, anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần, nửa đường không thể rút lui, buông thả chỉ có củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhẹ thì giảm tu vi, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, anh nghĩ như thế nào? Trần Phong Tử không cần suy nghĩ đã nói, mong sư tổ giúp con, nếu không đột phá, thì con cũng chỉ có một con đường chết, cho dù gặp chuyện không may, con cũng không oán trách gì sư tổ. Trần Phong Tử kiên quyết. Từ khi là thiên tài trở thành phế tài, mấy năm nay anh ta trải qua chỉ với áp lực và mất mát như thế nào, cũng chỉ anh ta biết. Đừng nói chịu đựng đau khổ, cho dù là lấy đi của anh ta nửa cái mạng, có thể đột phá được, anh ta cũng đồng ý. Nghe được Trần Phong Tử nói như vậy, Dương Bách Xuyên lại nhớ đến việc bản thân anh đang ở võ đang, Trần Phong Tử lại là trưởng bối người có bối phận cao ở đây, giống như những gì Bách Sơn nói. Thì lão sư phụ ở phía sau lưng của anh ta là một lão quái vật ở cấm địa võ đang. Nếu có gì sơ suất, phái võ đang có ghi hận anh hay không? Sư phụ của anh ta có tính sổ anh hay không? Chuyện này nên nói rõ ràng thì hơn, miễn rằng bạn làm chuyện tốt mà cuối cùng chỉ toàn ý xấu, đả thông kinh mạch ẩn là chuyện nguy hiểm, chỉ sợ Trần Phong Tử không kiên trì được đau khổ trong thời gian này, thì cũng là lỗi của bản thân hay sao? Nghĩ đến đây. Dương Bách Xuyên nói với Bách Sơn đi gọi mời Thiên Tuyệt Lão Đại và Minh Tuyệt Lão Đại đến làm chứng cho tôi cũng chỉ là có tấm lòng trợ giúp Trần Phong Tử đột phá, nhưng quá trình đả thông đau khổ vạn phúc, nếu anh ta không kiên trì được, đến lúc đó có chuyện xảy ra, thì cũng chỉ trách anh ta tự nguyện chứ không trách ta. Nói xong, Dương Bách Xuyên nói với Trần Phong Tử, đạo trưởng Phong Tử, tôi đã nói hết những gì khó khăn rồi, anh vẫn đồng ý chứ? Sư tổ lo lắng chu toàn. Cũng được, Bách Sơn cho mời Thiên Tuyệt Lão Đại và Minh Tuyệt Lão Đại, mời hai vị sư huynh đến chứng kiến, nếu không ta sợ sư phụ ta hiểu lầm sư tổ. Trần Phong Tử cũng hiểu được suy nghĩ của Dương Bách Xuyên. Vâng, con lập tức đi ngay. Bách Sơn vâng lời rời đi. Khi Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt Lão Đại bay đến, phía sau bọn họ còn có những tiên thiên võ đang khác đi cùng, bọn họ nghe được Dương Bách Xuyên có biện pháp giúp cho Trần Phong Tử đột phá. Nhưng có nguy hiểm, cần người đến làm chứng. Mọi người lần này đều sao động, Trần Phong Tử là đại danh nhân ở võ đang,
cũng có một sư phụ cường đại đang ở đây, nếu không may anh ta có mệnh hệ gì, thì vị Túc lão đang ở cấm địa tức giận, đây cũng không phải chuyện đùa. Sau khi mọi người đến đông đủ, Trần Phong Tử lại nhắc lại lần nữa, việc nếu anh ta có bất trắc gặp chuyện không may, thì tất cả mọi chuyện đều không phải do Dương Bách Xuyên, mà do anh ta sơ suất và mọi chuyện đều do anh ta tự nguyện. Thiên Tuyệt lão đại hỏi anh ta, Phong Tử sư đệ, đệ có thấy ổn không? Đúng đó, chuyện liên quan đến tính mạng, sư đệ không thể lỗ mãng được. Minh Tuyệt cũng chung ý tưởng. Sau đó cũng có vài ba người nói với Trần Phong Tử như vậy. Mà Trần Phong Tử nghe được ý của mọi người, chỉ tự giễu cợt, rồi nói, các vị sư huynh, sư đệ không cần nói nữa, ý của Phong Tử tôi đã quyết định, thành bại thì xem ý trời, năm đó tôi là thiên tài võ đang, sau khi tu luyện xảy ra vấn đề, mặc dù không ở trước mặt, nhưng ở sau lưng ai mà chẳng nói tôi là phế vật phái võ đang chứ, chỉ bằng lần này nắm chắc cơ hội do sư tổ ban cho, thành thì nhất phi trùng thiên, một bước lên mây, bại thì thành mây khói. Mọi người nghe được giọng nói kiên quyết của Trần Phong Tử, cũng không bàn cãi gì nữa. Việc mọi người quan tâm nhất bây giờ là Dương Bách Xuyên. Anh có biện pháp nào để giúp cho Trần Phong Tử đột phá? Việc đột phá của Trần Phong Tử ngay cả Túc lão ở cấm địa cũng chẳng thể giải quyết được, chẳng lẽ thật sự Dương Bách Xuyên có giải pháp sao? Nếu đúng là như vậy, thì thủ đoạn của Dương Bách Xuyên thật đáng sợ. Trong lòng một đám người võ đang còn đang suy nghĩ. Sau đó, Trần Phong Tử nói với Dương Bách Xuyên, sư tổ, chúng ta bắt đầu thôi. Được. Nếu Trần Phong Tử đã quyết định, cũng đã dặn dò đám người Thiên Tuyệt, đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không còn gánh nặng. Anh làm việc sẽ nắm chắc mọi thứ, chỉ sợ Trần Phong Tử không thể kiên trì được dẫn đến thất bại trong gang tấc. Những kinh mạch bị ẩn trong thân thể Trần Phong Tử đang không ngừng tích lũy chân nguyên, chuyện này tương đối dễ dàng. Điều khó khăn là phải làm sao đả thông được bảy mạch ẩn này của anh ta, chuyện đau khổ như vậy không phải người bình thường có thể chịu được. Tìm cớ rời đi một lát, lấy ngân châm từ trong hồ lô càn khôn ra, Dương Bách Xuyên mới bắt đầu từ thuận được của Trần Phong Tử tìm ra bảy kinh mạch ẩn trong cơ thể. Bảy kinh mạch ẩn cần phải có ngân châm cùng với đan bồi nguyên làm vật dẫn, làm cố định lại các kinh mạch, chỉ thấy lúc này Dương Bách Xuyên đã đam bảy cây ngân châm vào bảy huyệt khiếu quan trọng của Trần Phong Tử. Đây cũng chính là khiếu huyệt mà Trần Phong Tử dùng để nghịch chuyển công pháp, nếu không đúng thì anh cũng không dám hạ châm. Ngay lúc này lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên đặt ở hai khiếu huyệt trên của anh ta, hóa giải kinh mạch đang tắc. Việc này đối với Dương Bách Xuyên không phải việc khó. Sau khi thấy toàn bộ kinh mạch đã thông thuật, Dương Bách Xuyên khuôn mặt nghiêm túc nói, đạo trưởng Trần Phong Tử, anh cố gắng kiên trì trụ vững, tôi sẽ bắt đầu đây. Muốn đả thông bảy kinh mạch ẩn trong cơ thể con người với đường kinh mạch nhỏ hẹp mới là chuyện nguy hiểm, Trần Phong Tử có cách nào đột phá hay không, Dương Bách Xuyên cũng sáng tạo ra được thần thoại mới hay không, thì cũng chính vào giây phút này. Tất cả mọi người ở giữa sân đều như ngừng thủ. Khi Trần Phong Tử gật đầu, Dương Bách Xuyên đặt hai tay lên hai điểm, sau đó dùng chân khí mạnh mẽ và tinh thần lực tập trung ở hai khiếu huyệt ở trên, cùng nhau vận sức, muốn dùng chân khí đánh sâu vào hai khiếu huyệt. Hai kinh mạch ẩn sẽ đồng thời nghịch chuyển. Ngay lập tức, Trần Phong Tử hét lên một tiếng thảm thiết, mồ hôi từ trên trán anh ta cuồn cuộn rơi xuống thành dòng. Tiếng kêu thảm thiết của Trần Phong Tử vang vọng khắp sân rộng, Dương Bách Xuyên ghé vào lỗ tai anh ta, thô lỗ nói, tiếp tục vận chuyển công pháp của anh, đừng dừng lại, đây mới là bắt đầu, anh kiên trì vượt qua sẽ là tiên thiên, kiên trì không được, cho dù sống sót anh cũng là trò cười cho võ đang. Những lời này có tác dụng hơn bất cứ thứ gì khác, tiếng kêu thảm thiết của Trần Phong Tử lập tức im lặng, mặc dù trên trán anh ta toát mồ hôi lạnh, nhưng công pháp trong cơ thể vẫn không ngừng vận chuyển. Anh ta biết Dương Bách Xuyên nói rất đúng, chịu không nổi đau khổ thì anh ta vẫn là trò cười cho võ đang, lễ chúc mừng năm mới anh ta sẽ sống không bằng chết, anh ta không muốn tiếp tục như vậy, hoặc là kiên trì vượt qua sống, hoặc là từ bỏ chết. Giữa hai lựa chọn, anh ta đương nhiên chọn cái thứ nhất. Một khắc nào đó, trong cơ thể Trần Phong Tử vang lên ầm ầm một tiếng rung động nặng nề, cả người anh ta đều run rẩy. Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười, đã thông kinh mạch thứ nhất, tiếp theo anh ta ra tay lần nữa, rồi lại bắt đầu điều thứ hai. Điều thứ ba, điều thứ năm. Trần Phong Tử không còn kêu thảm thiết thành tiếng, nhưng vẫn có từng tiếng rên rỉ vì phải chịu đựng,
khóe miệng anh ta máu chảy ròng ròng, cắn rách môi. Một hơi kiên trì đến điều thứ sáu. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy Trần Phong Tử đang dùng nghị lực chống đỡ, quần áo toàn thân đã bị dính mồ hôi ướt đẫm. Còn một điều cuối cùng, anh phải kiên trì nha, nếu không ông đây sẽ gặp phiền phức, anh thành công, ông đây cũng có thể giả vờ phạm tội trước mặt nhiều người như vậy. Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng, giơ tay lên lần nữa, điểm vào trên kinh mạch cuối cùng. Phụt! Miệng Trần Phong Tử phun ra một vũng máu, trong đó cũng thấy rơi ra mấy cái răng, anh ta bị thương ở trên phạm vi lực ý chí lực, miễn cưỡng cắn nát răng. Vào lúc này, cơ thể cũng lảo đảo sắp ngã xuống. Dương Bách Xuyên thấy tình hình không ổn, hai tay đột nhiên dùng sức, gia tăng lực kích thích anh ta. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, trong cơ thể Trần Phong Tử xuất hiện sự chấn động. Được rồi, giữ vững tinh thần, đánh vào cửa ải, thăng thành tiên thiên. Dương Bách Xuyên sợ Trần Phong Tử sẽ ngã xuống ở phút cuối cùng, anh dùng một đòn mạnh mẽ đả thông âm mạch cuối cùng của anh ta, ở bên tai anh ta cổ vũ, đồng thời dán một tay ở sau lưng anh ta, không ngừng truyền chân khí vào trong cơ thể Trần Phong Tử, trợ giúp anh ta đánh vào cửa ải. Mà ở một phút cuối cùng, Trần Phong Tử cảm thấy kiên trì không nổi nữa, muốn từ bỏ chìm vào giấc ngủ. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Dương Bách Xuyên, cũng cảm thấy đau đớn trong cơ thể biến mất không còn chút nào, chân nguyên mạnh mẽ tiến vào toàn thân anh ta, giống như một dòng nước nóng ập đến. Lúc này Trần Phong Tử cắn nát đầu lưỡi, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, lúc này vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên rốt cuộc mới yên tâm, dần dần thu hồi hai tay, đứng ở một bên, anh dùng lực ý chí lôi kéo Trần Phong Tử trở về, tiếp theo có thể thành tiên thiên mấy tầng chỉ có thể dựa vào bản thân anh ta, người khác không giúp được gì. Sau một phút Dương Bách Xuyên lui ra, Trần Phong Tử nhìn trời hét dài một tiếng a. À. Ngay sau đó, khí thế toàn thân anh ta nổi dậy, cũng đã đột phá cửa ải, thành công bước vào tiên thiên tầng 1. Mọi người trong võ đang quan sát, một đám mở to tròng mắt, không ngờ Dương Bách Xuyên đã thật sự làm được. Người ở đây đều là võ cổ giả tiên thiên, đương nhiên rất quen thuộc với khí thức tiên thiên, bọn họ cũng đã từng trải qua bước thăng thành tiên thiên, nhìn thấy quá trình này, mọi người đều biết Trần Phong Tử bước vào tiên thiên một tầng. Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên đang đứng quan sát một bên, lúc này đáy lòng hai người đều tràn ngập sự chấn động. Vị sư tổ này rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Trở ngại của Trần Phong Tử, bọn họ đều biết rõ hơn ai hết, những năm gần đây võ đang thúc lão đều bó tay, không tìm ra cách nào để giải quyết, vào tay Dương Bách Xuyên lại giải quyết được rất dễ dàng. Thiên Tuyệt vừa muốn đi qua nói chuyện ngưỡng mộ Dương Bách Xuyên, bước chân còn chưa di chuyển đã cảm thấy khí thế trên người Trần Phong Tử tăng lên lần nữa. Chỉ thấy cả người anh ta chấn động, từ tiên thiên tầng 1 bước vào tiên thiên tầng 2, chuyện này vẫn chưa xong, khí thế trên người Trần Phong Tử vẫn đang không ngừng tăng lên. Tiên thiên tầng 3, tầng 4, tầng 5, mãi đến lúc thăng đến tiên thiên tầng 6 thì khí thế trên người Trần Phong Tử mới dừng lại. Trong phút chốc, giữa sân lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người sợ ngây người, suýt nữa rơi cả tròng mắt. Bọn họ đã từng nhìn thấy tu luyện đột phá, nhưng chưa từng thấy qua kỳ tích kiểu này. Một ám kình đỉnh phong, một đường thẳng như trẻ tre, không hề dừng lại một hơi đã tăng lên cảnh giới thứ 6 cao nhất, từ ám kình đến tiên thiên tầng 6 trung kỳ. Chuyện này, đây là tu luyện sao? Thiên Tuyệt cảm thấy chắc chắn là mình bị hoa mắt mình, giác quan xảy ra vấn đề rồi. Gần như tất cả mọi người ở đây trước tiên đều cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, sao có thể tăng cao tu vi như thế? Tiên thiên tầng 1 đến tầng 2, nếu là người khác thì phải mất mấy tháng thậm chí là mấy năm mới tăng lên được đấy. Nhưng, thời gian mà Trần Phong Tử tăng lên chỉ mất vài phút. Đây có phải là kỳ tích không? Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Dương Bách Xuyên, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng rực. Bởi vì mọi người đều biết người tạo ra phép lạ này là Dương Bách Xuyên. Đối với việc Trần Phong Tử đột phá đạt tới tiên thiên tầng 6, e là trong sân chỉ có một mình Dương Bách Xuyên không kinh ngạc, đây hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh. Trần Phong Tử vốn là nhân vật thiên tài, chỉ là việc tu luyện có chút trở ngại, tạp chủ bình cảnh nhất giáp, hơn nữa chân nguyên tích lũy trong cơ thể rất khủng bố, đủ để chống đỡ anh ta đột phá đến tiên thiên tầng 6,
chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Quan trọng là, từ thành công của Trần Phong Tử, Dương Bách Xuyên một lần nữa thấy được phương pháp cất giữ chân khí trong cơ thể có tiềm lực rất lớn. Hóa ra phương pháp này rất khả thi, ví dụ sống ở trước mắt. Chẳng qua chỉ là xem có đủ lá gan đi nghịch chuyển công pháp ở chỗ hiểm của khiếu huyệt. Một phút nào đó, Dương Bách Xuyên cảm giác xung quanh không đúng lắm, chớp mắt liền thấy được hơn 20 đôi mắt ở đây tất cả đều nóng rực phóng về phía anh. Điều này làm cho cả người Dương Bách Xuyên đều nổi da gà. Anh hiểu được ánh mắt nóng rực của mọi người nhìn về phía mình, nhưng về đột phá tiên thiên nhanh như thế, e là toàn thế giới cũng chỉ có một mình Trần Phong Tử, người ta tích lũy mấy chục năm chân nguyên, đè nén mấy chục năm mới có kỳ tích như hiện tại. Một hơi đạt tới tiên thiên tầng 6. Những người khác, không có lá gan và thời gian đi nghịch chuyển công pháp tích lũy chân nguyên. Anh ho khan và nói, mọi người đừng nhìn tôi, Trần Phong Tử có thể đột phá là tạo hóa của bản thân người ta, mọi người học không được, kể cả tôi cũng vậy. Sư tổ, con không có ý gì khác, con thích sưu tầm rượu, tối nay có thể mời sư phụ đến chỗ con nhấm nháp rượu ngon không? Thuận tiện mời sư tổ giúp con chỉ điểm một chút, bình cảnh của con cũng bị đình trệ, 3 năm không có chút tiến bộ nào. Lúc này một lão đạo tiên thiên tầng 4 tiến lên một bước, nặn ra khuôn mặt tươi cười nói. 3 năm của ông tính là gì chứ, tôi đã tròn 5 năm. Có một lão đạo chen tới nói, sau đó nói với Dương Bách Xuyên, sư tổ, con có quả tử vân thượng hạng, kính xin sư tổ nể mặt. Sư tổ, tôi có linh trà 100 năm, mong sư tổ nể mặt tới thưởng thức. Tôi có. Một đám người tranh nhau bày tỏ lời mời đối với Dương Bách Xuyên. Bọn họ đều nhìn ra, vị sư tổ trẻ tuổi này là thần nhân nha, một câu nói của Thiên Tuyệt đã làm cho Thiên Tuyệt đột phá đến tiên thiên tầng 7. Đối với anh điều trị vấn đề nan giải của lão đạo võ đang Trần Phong Tử, làm anh ta trực tiếp nhảy 6 tiểu cảnh giới, không thể nghi ngờ sau này Trần Phong Tử sẽ trở thành thiên tài của võ đang. Thiên chất của Trần Phong Tử vốn đã cao, lần này lại được Dương Bách Xuyên chữa khỏi chân khí bướng bỉnh trong cơ thể, sau này tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, nói không chừng có thể vượt qua Thiên Tuyệt trở thành người đệ nhất võ đang. Cho nên tất cả mọi người đều không ngốc, có thể được Dương Bách Xuyên chỉ điểm một câu, nếu có thể đột phá sẽ nhận được món lợi lớn, đột phá không được cũng có thể xây dựng mối quan hệ tốt với sư tổ không phải sao. Mà Dương Bách Xuyên nghe những lời mời này, trong lòng lại cười dữ dội. Những thứ đồ ăn ngon đồ uống ngon từ trong miệng những người này thoạt nhìn đều không phải vật bình thường, được lợi mà không nhận chẳng phải là thẹn với lòng mình sao? Anh cười khanh khách lần lượt đồng ý. Lúc này, Thiên Tuyệt lại tức giận nói, tất cả làm gì thế? Không thấy sư tổ mệt mỏi sao? Tất cả giải tán hết đi, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói. Tiếng tăm của Thiên Tuyệt rất lớn, cũng là đệ nhất cao thủ trong sân này, tất cả mọi người đều sợ ông ta. Thiên Tuyệt vừa giống lên thì tất cả mọi người đều tản đi. Lúc này trong sân chỉ còn lại Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt, còn có Bách Sơn, Viên Tiểu Lôi, cùng với Trần Phong Tử vẫn đang tu luyện chưa tỉnh lại. Nhìn Bách Sơn, mặt Thiên Tuyệt trầm xuống nói, Bách Sơn, ông đi chuẩn bị phòng khách cho sư tổ đi, còn đứng đây làm gì? À, đúng rồi, tôi lập tức đi ngay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.